Dạ quý đồng nghiệp, xin kính chào. Hôm nay chúng ta bắt đầu cái buổi can thiệp, một cái buổi hội thảo về can thiệp sang thương thân chung và phân nhánh lần thứ 5 của Đại học Y Dược. Thì để mở đầu chương trình thì chúng tôi xin kính mời bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, khoa tim mạch can thiệp của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ trình bày cái ca đầu tiên. Xin kính mời bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn. Dạ thưa em, cảm ơn anh đã giới thiệu ạ. Dạ em xin phép em xin chia sẻ màn hình. Dạ thưa các anh đã thấy được màn hình của em chưa? Thấy rồi Sơn ơi, thấy rõ lắm Sơn. Dạ vậy em xin phép được bắt đầu ạ. Dạ kính thưa chủ tọa đoàn, dạ kính thưa quý thầy, kính thưa quý đồng nghiệp, em là bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, thuộc khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hôm nay em xin trình bày ca lâm sàng tổn thương thân chia đôi ở thân chung ở trong nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên, chiến lược nào là tốt nhất. Ca lâm sàng của em là bệnh nhân nam 78 tuổi. Bệnh nhân nhập viện vì đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, có tiền căng tăng huyết áp, điện tim cho thấy cái ST trên lên ở D1 AVL được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên bên cao giờ thứ 4 clip 1 và được chuyển tới cath lab để chụp cộng hưởng can thiệp mạch vành tiên phát. Thì hình ảnh chụp mạch vành bên phải khá lớn và bình thường. Đây là hình ảnh chụp mạch vành bên trái thì em cài luôn xong catheter EBU 3.0. Thì ta thấy vành trái thì có một cái tổn thương ở thân chung khá là nặng, từ lỗ khoảng 50%, sau đó lan đến đoạn giữa đoạn body khoảng 80%. Ở một góc khác ở spider thì chúng ta thấy là cái tổn thương thu có tổn thương thủ phạm ở ngay nhánh ngay đoạn lỗ xuất phát và đoạn gần nhánh mũ, hẹp khít khoảng 99%, dòng chảy TIMI-2 sang thương rất là mờ, nghĩ là có thể có hình ảnh huyết khối ở đây. Thì trong trong tình huống này thì ta thấy có một cái sang thương ở thân chung và ở các nhánh bên thì có tổn thương thủ phạm là ở nhánh bên thì nhỏ và tổn thương thì dòng chảy khá là hạn chế TIMI-2, tổn thương nghi ngờ có huyết khối và có đường kính giữa nhánh bên và nhánh chính L-sit và LAD khá chênh lệch nhau và cái góc tạo giữa nhánh bên và nhánh chính khá là hẹp khoảng 30 đến 45 độ. Thì đứng trước một cái tổn thương chia đôi ở thân chung ở trong tình huống nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên thì chiến lược nào là tốt nhất? Thì chiến lược tốt nhất theo chúng tôi là cần phải đảm bảo thứ nhất là tái thông nhanh trong trường hợp này và lưu ý là xử trí cái sang thương thủ phạm ở nhánh bên và tiếp theo đó là cần tối ưu hóa chiến lược điều trị đặt stent ở một cái trường hợp giải phẫu thân chung phức tạp. Thì trong trường hợp này chiến lược hai stent được đặt ra. Tuy nhiên nếu đi về từng kỹ thuật thì vì mạch máu nó chênh lệch giữa nhánh bên và nhánh chính cho nên kỹ thuật culot thì không phù hợp. Vì cái sang thương thủ phạm là ở nhánh bên cho nên chúng ta cần ưu tiên tái thông ở nhánh bên trước, cho nên kỹ thuật TAP cũng không phù hợp trong trường hợp này. Đối với kỹ thuật RUSH thì chúng ta có rất là nhiều biến thể của kỹ thuật RUSH như mini RUSH, DK RUSH hoặc nano RUSH. Tuy nhiên chúng tôi quyết định là chọn phương án là kỹ thuật nano DK nano RUSH vì giúp có thể giải quyết sang thương thủ phạm nhánh bên trước và luôn đảm bảo giữ qua nhánh chính và đi qua lại dễ dàng và mắc các stent ở đoạn gần thì chỉ có một lớp stent. Kỹ thuật DK nanocrust thì đầu tiên ta phải nói đến là kỹ thuật nanocrust được một bác sĩ người Ý là Gianluca Rigatelli giới thiệu vào năm 2014 và được bác sĩ Paul Morris phát triển thành kỹ thuật DK nanocrust và giới thiệu trên tạp chí tim mạch của Canada vào năm 2020. Thì kỹ thuật này gồm 8 bước, trong đó có hai bước chính đó. Hai bước chính quan trọng nhất của kỹ thuật này. Thứ nhất là mình đặt stent nhánh bên sao cho cái stent cái mắc cáo cái vị trí đặt canh stent
trên Anzio thì cái mắt cáo của cái stent ở cái đoạn gần thì nó nằm ngay vị trí của thân chung, và ở đoạn ở lỗ LED thì hơi lồi nhẹ vào trong thân chung, và đây là cái bước quan trọng nhất để canh cái stent chính xác ở chính bên. Và cái step quan trọng thứ hai đó là chúng ta đi quay lại vào đoạn gần của cái nhánh bên. Thì việc canh stent ở vị trí ở nhánh bên làm sao mà có thể đạt được cái vị trí chính xác rất quan trọng, thì dựa vào cái từng góc độ mà chúng ta có thể tính được cái mức độ mà stent nó lồi vào trong nhánh chính là như thế nào. Ví dụ như một cái nhánh bên có đường kính 2,5 mét và cái góc tạo bởi nhánh chính và nhánh bên là khoảng 30 độ, thì cái mức độ mà cái stent nó lồi vào trong nhánh chính thì nó khoảng là 2,16 mm. Và đây là cái công thức dựa trên cái góc tạo bởi nhánh chính và nhánh bên, cái đường kính của đoạn gần và đường kính đoạn xa cũng như đường kính của nhánh bên được tính bởi Huo và Kasap. Thì đây là những ví dụ để chúng ta thấy là nếu mà với đường kính nhánh bên như thế nào và đường kính nhánh chính như thế nào thì chúng ta sẽ có tính được cái mức độ mà cái stent nó trồi vào trong thân chung là như thế nào. Để quay lại với trường hợp của chúng tôi thì sau đó chúng tôi tiến hành can thiệp nhánh bên trước nông bằng bóng Raiden 2.015-12 atmosphere, và sau đó tiến hành đặt cái stent. Chúng tôi đặt một cái stent Relay 2.520. Tuy nhiên lúc đó chúng tôi cũng để sẵn một cái bóng là Raiden 3.015 ở trong LED. Chúng tôi chọn cái stent Relay vì cái stent này nó có cái mặt cơ ngay cái đầu stent, nó giúp cho có thể là canh được chính xác cái vị trí của cái stent ở trong nhánh bên. Và sau khi mà đặt stent xong thì chúng tôi quyết định khảo sát lại bằng IVUS để coi cái vị trí đặt stent và cái đặc điểm của cái tổn thương ở trong của cái thân chung và cả hai nhánh. Thì khi làm IVUS ở nhánh ở Depman LED thì thấy rằng là ở LED đoạn đường kính đoạn gần LED khoảng 3,5 mm, có những tổn thương hỗn hợp vôi và sợi hóa ở thân chung, thì ta thấy là cái stent đã hơi trồi nhẹ vào trong. Đây là những cái mắt cáo stent nó đã vào trong, nó nằm vào trong cái thân chung của chúng ta, và đi tới nữa thì thấy là có cái tổn thương ở đoạn thân chung hẹp khá là nặng, tổn thương mô sợi không mô vôi hóa, và tổn thương này lan tới gần lỗ của thân chung. Và hình ảnh IVUS ở trên nhánh ở LCIS thì đã thấy là đoạn xa của cái stent thì không có bóc tách, stent nở trọn áp sát đường kính khoảng 2.5 mm, và stent thì trong LCIS thì cũng hơi trồi vào trong lòng của thân chung. Sau đó thì cái bước tiếp theo là kissing bằng bóng Raiden 3.015 ở LED và Raiden 2.515 ở LCIS. Thì xin rất tiếc là hình ảnh này là hình ảnh soi cho nên là không có lấy lại được. Và sau đó là tiến hành đặt cái stent Romus 3.5-24-14 atmosphere ở Leadman LED. Ở các bước tiếp theo làm là bốt lần thứ nhất ở trong Leadman với bóng Raiden 4.010 áp lực 22 và nong bóng ở nhánh Leadman LCIS 2.515-22 atmosphere, và nong bóng lại ở trong Leadman LED bóng 3.515 áp lực 22. Rồi sau đó tiến hành kissing với hai bóng 2.515 ở LCIS và 3.515 ở LED áp lực 12. Và cuối cùng là bót lại với bóng 4.010 áp lực 22 ở trong thân chung. Và đây là cái kết quả cuối cùng. Đây là hình ảnh IVUS sau khi chúng ta can thiệp. Đây là hình ảnh IVUS ở trong LED. Thì thấy đoạn xa của thân chung, đoạn stent ở trong LED
thì cái bờ không có bóc tách, và stent thì nó stent ông Elsip thì nó trồi vào trong thân dung, và stent ở trong left main thì nở trọn và áp sát, và stent nó nằm tới tận lỗ của left main. Và các đường kính đo thì ở ostium LAD là 10.72 mm², ở đoạn xa thân chung là 13.41 mm², ở thân chung đo được là gần 13 mm², là đạt các tiêu chuẩn về IVUS. Và đây là hình ảnh angio cuối cùng. Em thấy trong left main LAD và LCIS khá nở khá trọn và áp sát. Và qua trường hợp này thì chúng tôi thấy rằng thì để chọn một cái kỹ thuật thích hợp trong một cái tổn thương phức tạp ở thân chung và chi đôi, trong trường hợp nhồi máu cơ tim cấp SD trên lên, thì chuyện đầu tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta tuân theo các bước để can thiệp primary BCI, và sau đó là cần tối ưu điều trị chiến lược đặt stent ở left main bifurcation. Và trong cái trường hợp, trong cái ca lâm sàng của chúng tôi thì kỹ thuật nanocrust là kỹ thuật phù hợp nhất cho cái tổn thương, cho cái giải phẫu. Và IVUS thì thật sự rất là cần thiết để giúp cho tối ưu hóa cái kết quả can thiệp ở trên thân chung và bệnh thân chung và hai nhánh. Dạ, xin cảm ơn sự chia sẻ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp ạ. Dạ, xin cảm ơn bài báo trình bày rất là hay của bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn. Trước khi mà chúng ta thảo luận thì có một số vấn đề chúng ta chúng tôi xin mời từng người trong panelist chúng ta đánh giá. Thứ nhất là trong trường hợp này thì chúng ta đánh giá theo Medina thì chúng ta nên chọn cái chúng tôi thấy là cái LCX thì không có diffuse, nghĩa là từ lỗ xuất phát LCX cho đến cái nhánh đoạn gần thì hầu như không có tổn thương, chỉ có ở lỗ xuất phát không thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái provisional stenting, nghĩa là chúng ta stent ở cái nhánh chính trước, sau đó chúng ta kissing, hay là chúng ta chọn cái phương án là hai stent ngay từ đầu. Thì trong trường hợp mà nhồi máu cơ tim thì chúng ta nên chọn phương án nào là thích hợp, nhất là cái nhánh circumflex thì nó hơi nhỏ. Cái trường hợp thứ hai thì về technique thì chúng ta thấy là có cái công thức, nhưng mà đối với BK Crush thì người ta nhấn mạnh đến cái chuyện mà trong thực hành lâm sàng, sau khi chúng ta nong cái nhánh CX xong thì chúng ta chú ý là khi đặt stent thì chúng ta chắc chắn là không có thời gian để chúng ta tính toán được rồi, thì ở cái bờ trên của nhánh bên, bờ trên nhánh bên thì chúng ta kéo cái stent á, cái marker stent nó nằm ngay cái ostium của bờ trên của nhánh bên, thì như vậy thì chúng ta có thể là chúng ta phủ nhánh dưới. Cái đó là cái mà quan trọng nhất về technique, nghĩa là khi mà quý đồng nghiệp mà thực hành lâm sàng chúng ta nhớ là đối với DK crush thì chúng ta kéo cái stent và cái marker của cái marker, không phải marker bờ trên stent mà cái marker ở bóng á, chúng ta ngay ở cái bờ trên của ostium thì chắc chắn là chúng ta phụ ở nhánh dưới. Như vậy khi thực hành lâm sàng chúng ta sẽ tốt hơn. Và trong cái chúng ta thảo luận luôn là đối với syntax score thì đây là có, chúng tôi thấy syntax score nếu tính ra chắc chắn là nhỏ hơn 22 điểm. Và nếu trường hợp mà syntax score trường hợp phức tạp mà lớn hơn 22 điểm thì IVUS và OCT cũng như là chúng ta thấy là FFA rất là quan trọng, IWFA rất quan trọng cho chúng ta một cái nong có thể optimize tốt nhất cho bệnh nhân. Thì xin mời quý đồng nghiệp chúng ta sẽ có ý kiến. Đầu tiên chúng tôi xin mời, ở trên này màn hình chúng tôi thấy là ở bên cạnh tôi là bác sĩ Phạm Đức Đạt, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau đó là bác sĩ Ngô Minh Hùng. Mà như vậy thì chúng tôi xin mời bác sĩ Đạt có ý kiến trước, sau đến đó rồi đến bác sĩ Hùng. Dạ xin kính chào quý trường đoàn, xin kính chào hội nghị. Thì những đề mệnh của ông phó giáo sư Huân đưa ra, thì vấn đề thứ nhất cái này nãy trong cái phần trình bày của bác sĩ Sơn á, thì mình không có đề cập đến phân loại Medina. Lý do theo nghĩ cái này nó không phải là một cái defecation thực sự mà nó là tổn thương của lỗ của cái CX và tổn thương của cái đoạn giữa
của răng thân chung. Thành ra mình chấm cái Medina sẽ rất là khó. Tuy nhiên vấn đề đặt ra đây là mình có với cái tổn thương của đoạn giữa thân chung thì rõ ràng là nhìn trên hình chụp thì rõ ràng là mình quyết định phải can thiệp. Như vậy cái khả năng đặt ra là mình sẽ phải đặt cái tên của lỗ xít trước để mình làm mở dòng chảy, vì cái sang thương nó phù hợp với lại cái tổn thương trên cái điện tâm đồ là mình sang thương đục phạm, mình đã phải bắt buộc phải mở cái xít trước và sau đó là mình sẽ phải can thiệp cái thân chung. Như vậy thì rõ ràng là cái chiến lược của bác sĩ Sơn đề ra là cái nanocross tương đối phù hợp. Chỉ có vấn đề là chỗ là khi mà cái mình nếu mình canh cái nanocross nó khó ở chỗ là mình canh, nếu canh lỗ như bác sĩ Xuân vừa đặt ra là mình đặt cái mặt cơ của cái bóng ở ngay cái đầu trên của cái miệng lỗ thì nó có thể phần dưới nó sẽ nhô vào và cross, như vậy nó sẽ phải khó giải quyết và bung cross đang cái cross cái miệng lỗ của cái xít nó ra. Còn các bước khác thì cái phần trình bày kết quả rất là đẹp rồi của bác sĩ Sơn trình bày bệnh án cái ca này làm rất là đẹp. Còn vấn đề về cái đánh giá syntax score thì cái này em nghĩ là dân syntax score dưới 22 thì về cái chỉ định can thiệp thì em nghĩ nó là phù hợp đối với sang thương đơn chung. Anh xin hết. Dạ xin mời tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Hùng. Xin cảm ơn phần trình bày của báo cáo viên và cũng xin cảm ơn anh phó giáo sư Đỗ Văn Hùng đã có yêu cầu trả lời câu hỏi. Thực ra thì bản thân hơi thắc mắc với báo cáo, rất đồng ý với lại phó giáo sư Huân tất cả những vấn đề đặt ra, nhưng mà có một chút thắc mắc đối với báo cáo viên, chút là đối với kỹ thuật mà mini cross này thì có gì khác so với lại reverse tap, bởi vì nhìn chung nó cũng rất là tương tự, gần như là rất là giống luôn. Như vậy làm thế nào để biết là mình cross nó vô gần như là hết cái stand, tức là vòng rất ngắn, và nó khác với lại cái vòng reverse tap mà cũng lớp chợ rẫy thì hay là mấy anh em chợ rẫy cũng rất là hay làm thường xuyên nữa là khác. Như vậy xin nhờ báo cáo viên trả lời giúp công vụ này. Còn những cái vấn đề phó giáo sư Huân đề cập thì rất là đồng tình đối với những cái phần không có ý kiến nào khác. Dạ, xin cảm ơn sự góp ý của phó giáo sư Huân, của bác sĩ Đạt và bác sĩ Hùng ạ. Dạ, thưa về câu hỏi của bác sĩ Hùng thì em xin phép trả lời như sau. Thì thứ nhất là về cái cách tiến hành thì giữa DK Nanocross và Reverse Tap là các bước nó nhìn gần như là tương tự nhau. Tuy nhiên thì cái bước mà key step ở trong DK Nanocross là cái bước canh stand, là cái bước nó được đặt chú trọng hơn so với cái reverse tap, nghĩa là nó phải đặt đúng cái vị trí mình canh bằng angio để mình có thể là mình canh một cái đầu là nó ngay cái lỗ để ngay cái chỗ ngay cái vị trí thân chung, để lúc đó sau lát nữa khi chúng ta đi wide trở lại thì ngay chỗ đó chúng ta chỉ có một lớp stand mà thôi, còn cái đầu còn lại thì chúng ta mới lồi vô trong thân chung. Còn đối với reverse tap thì chúng ta không chú trọng nhiều mà chúng ta có thể đưa có lẽ một hoặc hai mắt cáo của cả cái stand vào trong thân chung. Thì theo em nghĩ, em thấy thì đó là cái sự khác biệt quan trọng nhất đối với hai kỹ thuật này. Và cũng trong đối với kỹ thuật DK Nanocross thì người ta cũng nhấn mạnh cái step quan trọng nhất là cái step mà mình canh cái stand ở ngay cái vị trí thân chung bằng cái angio à. Dạ em xin hết. Dạ xin kính mời bác sĩ Lý Ích Trung có ý kiến ạ. À Trung ơi, em chưa mở em chưa rồi. Dạ em chào anh Hùng. Xin chào quý đồng nghiệp ạ. Em xin lỗi là em phải đeo cái khẩu trang vì vừa mới chiều hôm qua có một cái bạn vào trong lab F0. Em xin có ý kiến là cũng là để trả lời cái câu hỏi của anh Minh Hùng luôn, là đúng là cái trường hợp cái kỹ thuật này đó thì thật ra nó nano class technique thì thật ra nó là reverse tap. Cái cách canh stand á giống như là thầy Huân vừa nói nhá, thì mình không thể nào tính toán mm giống như là bác sĩ Sơn nói được trong lúc mình thực hành. Thì đúng là ngay cái carina đó thì mình lấy cái bờ trên của cái stand lúc mà mình chưa bung á, đánh dấu là cái mặt cơ mình canh vào cái bờ trên, cái mép trên của cái lỗ của cái nhánh bên, thì khi đó cái phần còn lại nó sẽ nằm trong cái carina,
nghĩa là mình bảo đảm full cover cái lỗ là được. Các cái bước tiếp theo thật ra nó là giống y, chứ không có gì khác biệt. Thì cái ưu điểm của nó đó, nó tốt hơn cái tab technique á, là lý do đó. Cái tab á, thì cái phần nhô vô đó, cái small projection á, nó sẽ nằm lơ lửng ở chỗ cái góc carina, nó tạo thành cái new carina. Còn nếu mình làm cái revert tab hay là nano crash technique á, thì khi mình đặt cái stand chính phủ qua thì mình ép nó vô thì nó tốt hơn về cái dự hậu. À, em xin hết. Dạ, xin mời dạ, bác sĩ Nguyễn Trung Cang cho ý kiến ạ. À, kính thưa anh Quân cũng như là kính thưa chủ tọa đoàn cũng như toàn thể quý đồng nghiệp, thì cái em cũng thống nhất đồng tình với tất cả các lý giải của trong chủ tọa đoàn cũng như là báo cáo viên. Tuy nhiên thì em cũng đánh giá một cái trường hợp tiếp cận của bác sĩ Sơn trong trường hợp này là rất hợp lý, tại vì mình tiếp cận cái tổn thương đích trước mà tổn thương này là nó khả năng tổn thương lỗ rồi. Nếu chúng ta mà không đặt một stent một nhánh bên trước, dầu chúng ta làm nano tức là DK nano mà crush hay là DK crush đều được hết, hoặc là chúng ta dùng kỹ thuật stap hay là cái thuật ti cũng được, mà stap thì nó sẽ gây nốt chính bên cao hơn. Thì cái cách cận dễ dàng nhất trong trường hợp này là mình đánh giá cái tổn thương này là cái nhánh bên có khả năng tắc hay không, mình quan tâm có tắc hay không, mà đặc biệt nó đứt nữa thì mà tổn thương nặng nữa thì khả năng tắc rất cao. Nếu chúng ta tiếp cận bằng cái stent nhánh chính trước thì nó rất là dễ tắc nhánh bên, và lúc đó ta tiếp cận cái nhánh bên rất là khó. Vậy mà cái khôn ngoan nhất là chúng ta dùng cái DK crush hay là nano crush trong trường hợp này, thì đặt nhánh bên trước và nó sẽ không tắc, và sau đó chúng ta dùng đặt nhánh chính trước. Thì cũng theo khuyến cáo của cái EBC đồng thuận lần thứ 15, thì đây là một cách tiếp cận an toàn nhất cho bệnh nhân và nó dễ dàng nhất cho phẫu thuật viên. Hết. Rồi, xin kính mời Phó Giáo sư Hoàng Anh Tiến cho ý kiến tiếp ạ. Dạ vâng, kính thưa Phó Sư Tư Đỗ Hưng, Chủ tịch đoàn cơ mục vị đồng nghiệp và panelist. Như vậy, cùng thống nhất về kết quả như vậy của thành công, mình chụp ra đánh giá là IVUS như vậy rất đẹp sau can thiệp. Thì có lẽ là mình cũng đánh giá toàn diện hơn ở bệnh nhân này. Có lẽ mình đánh giá nhiều Medina ở đấy thì đánh giá là 101. Thì có phải đúng vậy không? Thì nếu mà khúc một thì mình có một phương án làm sao mình có thể làm provisional stent từ lacmen tới circumflex luôn vì circumflex đã hẹp lỗ. Còn cái lacmen hẹp ở đoạn giữa thì mình có thể có phương án làm sao, đó là provisional stent. Thì đó là một cái giải pháp mình có phương án làm ra, thì có lẽ mình có thể mình nghiên cứu ngay từ đầu. Còn vì trong cái đánh giá về cái can thiệp tập trung thì mình cố gắng là mình hạn chế số lượng stent, làm giảm thiểu về cái lưới mắc cáo chồng lên nhau và giảm số lượng stent. Thì nếu được như vậy thì tiêu chí thì khả năng cái tải hẹp thì lệ cái gọi là cái thành công về dự lâu dài nó sẽ cũng rất là tốt. Tiếp đó nữa đó là nãy giờ thì đúng là bàn cũng rất là nhiều vấn đề về kỹ thuật, đó là DK crush rồi task, đầu tiên là task đến là DK crush đến nano crush. Thì thực ra ba cái phương án này nó đều giống nhau về các cái bước. Khác nhau là mình cắn chỉnh như thế nào. Thì thực tế đúng là mình trong hội chứng mình cấp mà mình ngồi mình cắn kè cho đúng cho được nano á thì mình rất là giỏi, vì đôi lúc chúng ta thấy rằng không phải đơn giản. Ngay cả khi mình đặt stent á thì trong cái nhịp tim đập cùng với cái gai đinh thì chắc chắn là stent nó đúng đưa cho nó cũng không phải đứng yên một chỗ cho mình. Cho nên cái vấn đề làm sao để mình fix cái stent cho nó chính xác trước khi mình lên, thì cái đó là nghệ thuật và cũng là kỹ thuật. Chắc là lại bác sĩ Sơn sẽ trình bày thêm kỹ thuật mình cố định cái stent được khi mình lên. Tôi thấy là bản thân đôi lúc mình làm cá thể thân chung nói đôi lúc mình di động thực sự như vậy. Cho nên là cái vấn đề là phân biệt DK crust gọi là nano crust hoặc là mini crust là bạn dùng rồi. Cái DK crust và nano crust là đôi lúc không phải là gì, chỉ bảo cái là nano đúng là mình tính toán khi mà được khi đặt stent là mình ngồi mình canh ca mình dùng công thức của bác sĩ Sơn là mình ngồi mình tỉnh. Nhưng mà làm sao để mình áp dụng tư liệu từ đề thực hành đó là một cái vấn đề chúng ta phải là trao đổi và sẽ trình bày cụ thể hơn để với đồng nghiệp chúng ta cùng học hỏi thêm. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Hoàng Anh Tiến
trước khi mà chúng tôi điều khiển, trao quyền điều khiển lại cho phó giáo sư Dạ Huỳnh Văn Thượng, thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ là đa số chúng ta nhất trí là chúng ta mở cái nhánh C-complex trước, sau đó thì chúng ta đặt stent ở trên lap main, và cái kỹ thuật mà bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn thực hiện là hoàn toàn hợp lý đối với bệnh nhân. Và cũng có một ý kiến là chúng ta có thể là chúng ta sẽ nằm bằng móng cái nhánh CX, sau đó chúng ta đặt stent ở trên lap main và chúng ta kissing lại, chúng ta kissing lại lap main và CX, như vậy thì chúng ta sẽ bớt chúng ta sẽ bớt được một stent. Trong trường hợp mà cấp cứu như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được được một stent, càng ít stent cho bệnh nhân bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Trường hợp mà bệnh nhân mà cái dòng chảy của CX nó không tốt hoặc là có dissect có bóc tách thì chúng ta đặt cái stent thứ hai ở trên cái nhánh CX. Như vậy thì chúng ta có hai luồng ý kiến, và sau đây chúng tôi xin mời phó giáo sư Huỳnh Văn Thượng cho ý kiến và điều khiển tiếp ạ. Xin chân thành phó sư Đỗ Hồng Hưng, xin chào tất cả các anh chị đồng nghiệp ạ. Thực tình ra trong thực tế lâm sàng tôi hoàn toàn nhất trí với phó sư Đỗ Hồng Hưng, và chúng ta tranh mà tính cái góc đó thì thường là lý thuyết, còn thực hành rất là khó. Như thực hành các anh chị đã biết rồi, chúng ta tranh giống như ý kiến anh chị. Tuy nhiên thực tình ra ba kỹ thuật này và mặt khác biệt như là về cái kết quả thì nó không có khác biệt mấy, tùy theo chúng ta. Chắc cũng nhiều chuyên gia nói rồi, những cái phẫu thuật viên nào mà thấy kinh nghiệm, mà thấy làm quen cái kỹ thuật nào thì chúng ta làm kỹ thuật đấy, chứ đừng có vì ở cái kỹ thuật đây mà mặt lý thuyết nó rất tốt chúng ta ráng làm mà đặt vị trí lap main thì rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng nói rồi, tùy theo cái điều kiện, những phương tiện mà bên cạnh của cái lap nữa, có gì mà làm đấy tốt nhất sao là tối ưu để làm những cái vị trí đây chúng ta phải giải quyết làm sao cho thuận tiện nhất và tiện lợi nhất cho bệnh nhân, đừng xảy ra những sự cố, đặc biệt là lap main. Thôi tiếp theo thì chúng ta cũng quá cái thời gian của cái ca thứ nhất thì rất là hay. Chân thành cảm ơn bác sĩ đã cung cấp một cái ca lâm sàng rất là hay. Tiếp theo xin mời phó giáo sư Hoàng Anh Tiến sẽ trình bày cái ca tiếp theo ở cái bệnh viện của mình. Xin mời phó giáo sư Hoàng Anh Tiến. Dạ vâng, như vậy cảm ơn chủ tịch Đoan đã giới thiệu. Dạ, xin hỏi quý thầy cô đang trong chủ tịch Đoan, chúng ta thấy rõ được cái slide? Dạ thấy rõ anh, thấy rõ. Dạ. Như vậy thì chúng ta có lẽ là cùng mình. Hôm nay thì chủ đề cũng nói rất nhiều về vấn đề liên quan đến các cái kỹ thuật đặt stent. Thì cái phân độ MET hiện nay thì vẫn là một cái phân độ mà chúng ta áp dụng, đặc biệt là hồi mà của câu lạc bộ của phân nhánh của châu Âu thì người ta vẫn dùng cái phân độ MET này. Và chúng ta lưu ý rằng là hiện nay trong phân độ này thì chỉ có một số các cái phân độ là vẫn còn áp dụng thôi, một số cái tục áp dụng thôi, còn là một số kỹ thuật là hầu như chúng ta rất là ít áp dụng. Và hiện nay chúng ta tập trung trong các kỹ thuật TAPS, kỹ thuật full load và kỹ thuật DK crest, còn là những kỹ thuật khác thì hầu như là chúng ta chỉ là tham khảo thôi. Bởi vì cái vấn đề đó là cái gì, hầu khi mà chúng ta dùng quá nhiều cái stent và rất là nhiều các lưới của stent thì dường không có tốt. Về phân bố domain A của tổn thương phân nhánh thì như vậy thì gần trên 50% tính từ lá đoạn gân của nhánh chính, đoạn xa nhánh chính và nhánh bên. Thì như vậy chúng ta sẽ là 111 hay là 101 tùy theo cả cái tổn thương. Đây là một cái ca trường hợp bệnh nhân rất là lớn tuổi, 92 tuổi, ca này một ca lớn tuổi nhưng mà tôi đã thấy làm. Như vậy là trường hợp này là bệnh nhân đã can thiệp vào trong bối cảnh là hội chứng mạn cấp. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chụp động mạch văn thì thấy đoạn của phần xa của động mạch thân trung là hẹp rất là nặng, còn bên là 80-90% nó hẹp rất là ý nghĩa. Các nhánh còn lại của động mạch LOD và động mạch circulus thì cũng có hẹp nhưng mà không ý nghĩa, hẹp lan toàn nhưng không ý nghĩa. Và chúng ta ở đây thì tôi chụp góc độ khác, ở một góc phải chân thì mà thấy được rằng là cái vị trí của thân trung mà nó hẹp và cái dòng chảy ở đây chúng ta thấy có lơ mơ, có một cái khối khá nhiều và hẹp có mức độ rất là nặng. Và góc ở đấy nếu mà chúng ta mở in thì thấy là góc nó cũng
cảm giác là trên 70 độ, nhưng thực sự ở đấy là cái góc đón đầu của LD, đón đầu của mũ này thì chúng ta thấy nó so với là cái động mạch LD thì nó vẫn là dưới 70 độ, vì đoạn này nó bị bẹt góc. Và như vậy đối với tiếp cận tổn thương của thân chung động mạch vân cái thì ở đây là chúng ta tiếp cận rằng chúng ta thấy rằng là ở đây cái tổn thương của nhân bên là như vậy. Ở đây nhân bên thì nhận của ở đây chúng ta thấy là nhân bên nó không có hẹp và chỉ có chủ yếu là động mạch thân chung, động mạch thân chung và nhân bên và như là chúng ta thấy là cái mu và circumflex nó không có hẹp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là và chiều dài của cái tổn thương này nó cũng dưới 10 mm, cho nên là chúng tôi tiếp cận các lượng là chúng ta sẽ và khả năng cái tiêu lượng nhận bến là nó cũng là dễ đi, cho nên là tiếp cận các hướng là một stem và dạng là provisional một stem. Thì như vậy ở đây là chúng tôi dùng thuật là provisional stenting. Như vậy chúng ta sẽ làm đặt hai gói xong đó đặt stent của chỗ vị trí nhìn chính, xong rồi chúng ta post và chúng ta hoàn tất cái kỹ thuật. Như vậy thì đường đi rất đơn giản. Như vậy ở đây chúng tôi đã tiến hành là đặt một cái stent ở vị trí lap main đến LD và đây là stent 3.28. Như vậy sau đó thì chúng tôi post lên tức là tối ưu hóa độ gần bằng bóng là 3.58. Bóng này là bóng compliant. Thì đây vì do động mạch thông chung ở người già lớn tuổi cho nên chúng tôi là chọn compliant để tránh những cái biến cố liên quan tới đất sắt khi mà chúng ta nâng, so với lại nếu mà chúng ta dùng bóng nâng compliant. Và sau khi mà nâng xong thì tưởng là kết quả là rất thành công, nhưng mà nhìn kỹ lại thì chúng ta thấy rằng là ở đây có hẹp động mạch mù sau khi mà đặt stent từ lát bên tới LD và chúng ta thấy hẹp và flow nó cũng đã ảnh hưởng. Và như vậy thì vấn đề đặt ra đó rằng là thì khi mà chúng ta đặt một stent thì cái hẹp tồn lưu nó vẫn còn. Và do vậy đối với tiếp cận tổn thương chỗ chia đôi khi mà đặt stent provisional stent rồi và hẹp của nhận viết L-shift nó vẫn còn hẹp trên 70% và đặc biệt là nó vẫn có giảm dòng chảy. Thì như vậy vấn đề đặt ra đây là sẽ đặt là T-stent hay là TAP hay là CULOT. Thì vấn đề TAP và CULOT liên quan đến vấn đề chúng ta đi tới phương xa của cái chỗ chia đôi của cái vị khung mắc cáo. Nếu mà tới phương xa thì mình ưu tiên đặt TAP CULOT, còn nếu không á, là mình được T-stent. Và như vậy ở đây còn việc đặt tiếp cần chỗ chia đôi mà phức tạp thì ở đây là không đề cập gì cái vấn đề ở đây. Lúc đầu á đặt stent của LD của cái đặt main thì như vậy nó rất đơn giản. Và ở đây thì chúng tôi đã chọn là phương án là hai stent là phương án CULOT, là bởi vì cái góc ở đấy thì như vậy chúng ta sẽ là nó vẫn dưới 70 độ mà chúng tôi ưu tiên là CULOT. Vì nếu mà ở đây mà đặt TAP hai stent một TAP thì cái nguy cơ mà cái carina nó bị shift hoặc là carina nó bị biến dạng rất là cao khi mà cái góc này mà dưới 70 độ. Như vậy đây là kỷ lục CULOT, nhưng mà chúng ta đã tiến hành kỷ lục provisional stent ở đầu rồi. Và ở đây thì mình sẽ tiến hành tiếp của kỷ lục ở đây, đó là mình sẽ tiếp tục đưa bóng nắm tuột trên bên rồi pot, xong đó đi quay lại, xong đó là final fixing balloon. Thì đây chúng tôi đã nắm bóng nhìn bên và xong đó pot lại và chụp được một phần kiểm tra sau khi pot. Như vậy chúng ta thấy rằng là sau pot thì như vậy nó hẹp nó còn đỡ hơn nhưng nó vẫn còn hẹp, vẫn còn tồn lưu. Và như vậy đặc biệt cái stent của lap main trên L-shift và stent này là 3.015. Và ở đây chúng tôi tiếp tục là post lần hai ở đoạn của LD và cuối cùng là cái final fixing balloon. Và ở đây chúng tôi sẽ chụp động mạch vành kiểm tra lại. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái lap main nó nở rất là tốt, đoạn của LD nở cũng rất là tốt và đoạn động mạch mù chúng ta thấy rằng là nó cũng dần chạy rất là tốt. Và bệnh nhân này cũng đã được kiểm tra lại bằng IVUS sau đặt stent. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây bệnh nhân này chỉ 2 tuổi cho nên mạch máu nó khá nhỏ. Tuy nhiên so với cái kích thước tương đối với các động mạch khác thì kết quả của bệnh nhân này là cũng là chấp nhận được.
Thì như vậy chỉ về cái solo intervention, tức là khuyến cáo của hội câu lạc bộ của tổ chức đôi của châu Âu, thì như vậy đã đưa ra một cái đồng thuận lần thứ 15 đối với chỗ chia đôi. Thì như vậy trong đồng thuận này thì có cả cái nguyên tắc, thì ở đây có nghĩa rằng là chúng ta can thiệp với chỗ chia đôi á, chúng ta nên là càng đơn giản càng tốt. Đó là nguyên tắc đầu tiên. Thứ hai là luôn luôn phải có hai gói và hai nhánh. Thứ ba là phải hạn chế số lượng stand và hạn chế cái trồng của các cái stand, overlap của các stand. Và chúng ta còn dùng cái phần map này để mà chúng ta đánh giá. Và tiếp cận đầu tiên vẫn là tiếp cận một stand. Và như vậy ở đây thì tôi cũng đã được áp dụng theo tiếp cận của mức độ một stand. Tuy nhiên mà khi một stand nó không thành công thì mình tiếp tục thì mình phải làm burnout, tức là mình dùng kỹ thuật high stand cụ vạc. Thì ở đây là mình đã chọn là kỹ thuật close. Trong này đối với hai kỹ thuật stand thì như vậy cũng có những biến đổi rất là mới liên quan đến vấn đề là về giải phẫu của tổ chức đôi cũng rất là quan trọng. Và cái post này một lần, hai lần hay ba lần thì nó cũng là một thành phần quan trọng trong khi mà chúng ta kỹ thuật high stand. Và cái final fixing này là luôn luôn là bắt buộc và nó liên quan đến vấn đề là cái cải thiện về tương đối bên trong. Và đối với kỹ thuật khi mà chúng ta post, tức là tối ưu hoạt động gần, thì chúng ta lưu ý là chúng ta đặt cái bóng này nó phải cắn, nó nằm, nó không được quá xa so với cái carina, và nó cũng không được là quá gần, mà nó phải nằm ở khoảng giữa của chỗ chế độ này. Thì như vậy cái bóng vì khi mà kỹ thuật post này nó mới cho hiệu quả tối ưu nhất. Và ngoài ra thì một số hình ảnh rất đẹp mà kỹ thuật 3D liên quan đến đánh giá về cái stand sau khi đặt những hình lên, đánh giá đoạn carina như thế nào, đánh giá về cái đồng học của dòng chảy máu và cũng như cả set lên stand. Thì nên có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ áp dụng những kỹ thuật này 3D này, những hình 3D này trong hỗ trợ những vấn đề can thiệp đặc biệt là chỗ chế độ. Và cuối cùng chúng ta cảm ơn sự theo dõi của đồng nghiệp. Trong cảm ơn Phó sư Hoàng Anh Tiến đã cho ta một cái bài báo cáo rất là hay. Nhất là nếu mà mình có cái IVUS ở cái lab mình thì theo như khuyến cáo thì chúng ta nên làm cái IVUS trước khi chúng ta can thiệp lab men. Đỡ thứ hai nữa là chúng ta chuẩn bị đối với bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân đây là giữa lớn tuổi, là kỹ thuật một stent hay hai stent, người ta chúng ta chuẩn bị một khối bị động. Thì khi chúng ta làm rồi nó bị ra thì lúc đó chúng ta chuẩn bị thì nó rất bị động, mà đặc biệt bệnh nhân lớn tuổi. Thứ hai nữa, khi chúng ta đặt stent rồi, ở đây tí nữa cũng mời anh chị cho ý kiến, chúng ta đã đặt stent thấy cái lỗ của nhánh xít nó nhíu rồi thì tại sao chúng ta không có dùng IVUS để xem thử cái đó cho nó chuyển cái carina, thì chúng ta có thể sửa cái carina thì có thể là bệnh nhân sẽ không còn đặt cái stent thứ hai, hoặc là do cái mảng sửa nó đến thì đó chúng ta cũng thảo luận tiếp. Và cái thứ ba nữa, cái nó là chúng ta sau khi dùng bốt và bạn dùng cái bóng Complian thì nó có theo lý thuyết thường là NC nên thì như vậy có an toàn hay không, thì mời anh chị sẽ đóng góp ý kiến. Trước tiên mời tiến sĩ Ngô Minh Hùng ạ. Cảm ơn bác có viên đã cho một cái khái quát về cái provisional và cái tiếp cận theo hướng là chúng ta hạn chế số stent. Nhưng mà chỉ có câu hỏi liên quan tới cái bài báo cáo là hiện tại chúng ta đã biết cái nghiên cứu là Men Compare của Europe mới ra, thì bác có viên có thể cho các anh em biết lưu ý là những trường hợp nào chúng ta có thể dùng cái provisional, bởi vì một trong những cái khó là cái provisional stenting á, là khi chúng ta theo nghiên cứu của Men Compare thì người ta đi quay lại không được trong khoảng 1% số trường hợp và người ta mất nhánh luôn, có nghĩa là mất tích luôn. 1% đó có nghĩa là trong mấy trăm ca thì 200 ca hơn mỗi nhánh đó thì mất hết 2 ca, 3 ca gì đó. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta thoát ra được cái chuyện đó, để khỏi mất nhánh? Và 6% khác á, 6% bệnh nhân đó là người ta không đi dây lại, không biết tại sao nhưng mà vẫn còn nhánh, nhưng mà người ta không biết xin gì hết. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta bảo tồn cái, tức là extend nhất có thể mà không bị mất nhánh, giống như Phó Giáo sư Thưởng đã trình bày, có nghĩa là cái nguy cơ mất nhánh bên rất là cao nếu mà chúng ta provisional. Anh Thưởng mở mic, anh Thưởng này. Anh Thưởng chưa mở mic. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Ngô Minh Hùng ạ. Tiếp theo xin mời bác sĩ Trung Hai Lý Trung cho ý kiến. Xin chào Phó Giáo sư Thưởng, chào quý đồng nghiệp.
Thì tiếp theo là ý kiến của tiến sĩ Ngô Minh Hùng ha. Thì chắc là cũng xin phép trả lời cái câu hỏi đó luôn, là trong những cái trường hợp nếu mà mình nghi ngờ mình sợ mất cái nhánh bên quá đó, nó còn có kỹ thuật gọi là xe balloon tích tích, thì nó sẽ hạn chế được mất cái nhánh bên. Dạ, xin phép có ý kiến ngắn vậy thôi. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Lý Trung ạ. Xin mời bác sĩ chương 2 Phạm Đình Đạt ạ. Alo. Dạ, em xin chào. Dạ, xin chào chú chủ tòa. Thì trình qua trường hợp trình bày lỗi ca của Tiến thì có hai cái thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất là về phía Andro thì mình có chụp đủ cái góc để mình thấy rõ được cái lỗ của xí hay không? Thêm nghĩ là cái trường hợp này mình cần đánh giá lại Andro lại. Cái thứ hai là gì cũng đồng tình với lại phó giáo sư là trước khi mình can thiệp lên men vì cái góc Andro như vậy nó rất là khó. Ở đây chắc mình nên làm IVUS trước để mình đánh giá cái lỗ của nhánh của xí. Vì như Medina này thì nó không ngoài đó mà mình đã làm original thôi, và sau đó thì mình lại xuất hiện cái trường hợp đó. Em có hai ý kiến gì thôi, em xin hết. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đạt ạ. Tiếp theo xin mời tiến sĩ Quỳnh Trung Cang ạ, cho ý kiến ạ. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì cái tiếp cận của một cái lớp men, mà đặc biệt cái lớp men này trong bài hồi chứng bệnh cấp, vì vậy mà chúng ta cần phải làm là tối thiểu và đồng thời hiệu quả đạt được cái vấn đề mà tái thông được cái tổn thương đích này. Tại vì nếu mà chúng đặc biệt ca này lớn tuổi mà chúng ta làm càng nhiều stent kỹ thuật càng phức tạp thì nguy cơ từ bệnh nhân tử vong rất là nhanh. Tại vì cái tổn thương hồi chứng bệnh cấp là tổn thương không ổn định và nguy cơ tạo huyết khối rất là lẹ, mà chúng ta càng nong bóng, càng kích xin, càng hốt, càng làm nhiều kỹ thuật kỹ stent thì nó càng tệ cho bệnh nhân thêm, và bệnh nhân sẽ không chịu nổi và bệnh nhân sẽ bắt đầu huyết áp, sẽ tụt huyết áp và nó sẽ sốc. Cũng đồng tình cái quan điểm là của phó giáo sư Hoàng Anh Tiến là chọn cái thuật original stent. Còn bảo vệ nhánh bên như thế nào thì kỹ thuật là balloon, gel balloon. Technique là có anh Trung với anh Hùng đã giới thiệu rồi, thì cái đó là trong trường hợp là nếu như cái tổn thương cái lỗ nhánh bên mình đánh giá khả năng nó tắt thì mình làm cái đó. Còn trong trường hợp này với cái mà angioram hồi nãy mình thấy đó, thì cái có vẻ như cái lỗ của nhánh LCS là hầu như nó chưa có tổn thương hoặc là nó hẹp rất ít. Cho nên mà phó giáo sư Hoàng Anh Tiến quyết định là làm original stent, là quýnh nhanh, rút nhanh và thắng nhanh. Nhưng mà trong quá trình đánh như vậy á, thì sau đó mới thấy nó gieo cái lỗ của nhánh LCS. Thì bắt đầu phó giáo sư Hoàng Anh Tiến mới tổ chiến lược là mình dùng invert và culotte technique. Nhưng mà khi mình chuyển qua đó như vậy thì cả nãy cũng có mà anh Đạt có nhắc là mình đánh giá được cái lỗ ngay từ đầu như vậy rồi. Khi mà nó gieo cái lỗ của nhánh LCS vậy rồi thì lúc đó có hai phương án là mình dùng cái FFA, thì mình không có thì không nói, nếu có mình làm FFA coi nó có tổn thương không, nó có tổn thương không, hoặc là mình dùng IVUS đánh giá lại thế nào, đánh giá lại. Còn nếu không có nữa mà để tốt nhất cho bệnh nhân này, mình không cần làm nhiều hơn nữa hoặc làm chương trình sau, thì lúc đó mình thấy TIMI 3 thì ok, mình stop lại và mình đợi chương trình. Còn nếu mà đánh giá cái này khả năng là tổn thương cũng ổn định, tổn thương này có thể mình nông không còn huyết khối nữa, cũng khả năng không có mà cái no flow hay slow flow, thì ok chúng ta tiến hành làm cái culotte technique này thì cũng ủng hộ thôi. Tại vì hai kích thước của mạch máu này bằng nhau, còn nếu mà đặt nhánh chính trước và sau mà đặt một cái nhánh bên sau thì mới gọi là invert culotte, thì cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng may mắn bệnh nhân này rất là ok, rất là tốt. Còn tôi cũng thắc mắc giống như phó giáo sư Hoàng Anh Tưởng mà Quỳnh Nhân Thưởng, đó là mình có khác biệt gì, cũng hỏi các anh chị trong tiểu đoàn là có khác biệt gì khi dùng cái NC balloon và cái Comedian balloon trong trường hợp mà post cho cái ca này hay không, thì nó có tốt hơn không, nó áp tốt hơn hay không, nó mềm dẻo tốt hơn không, hay là mình có một cái ý gì khác mà giáo sư phó giáo sư Hoàng Tiến cũng lý giải để cho mọi người nắm được cái này. Em cũng xin hết. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Bình Đồng Cang ạ. Tiếp theo xin mời phó sư Đỗ Hưng ạ, sẽ cho ý kiến ca này. Ca này thì đặc biệt làm có cái sau cái nãy giờ anh em cũng thảo luận rồi, một cái tổn thương gì thì cũng đơn giản, sau khi chụp mạch thì thấy tổn thương đơn giản là một stent và lớp men, nhưng sau khi đặt thì thấy nó nhíu cái lỗ xí thì quyết định là làm cái culotte technique. Nhưng mà sau đó sau cái BOT là dùng cái bóng là bóng thường, không phải bóng NC compliant, thì mời phó sư Đỗ Hương có ý kiến về trường hợp này ạ. Xin mời đúng ạ. Dạ, khi mà cho ý kiến thì bắt buộc là phải nhìn ca thì mới biết được. Thì thường là POT thì chúng ta nên dùng
cái NC thì tốt hơn là chúng ta không dùng NC. NC thì nó bảo đảm áp sát của stent tốt hơn. Còn trường hợp mà sideprint á, cái sideprint mà bị treo lại, chúng ta thấy trên angio nhiều khi là hẹp 79%, nhưng mà thực sự á là cái dòng chảy vẫn tốt, và người ta thấy là đa số những bệnh nhân mà có bị treo lại như vậy thì sau đó thì dùng MRI hoặc là CT, dùng scintigraphy thì thấy là không có thiếu máu cái vùng đó. Thì như vậy thì cái gel đó thì nó, cái vùng đó có lớn hay không, cái sideprint có lớn hay không, mà chúng ta quyết định là chúng ta sử dụng thêm một cái stent nữa. Thì đó là ý kiến của chúng tôi. Và trước khi mà quay lại thì chúng tôi cũng quay lại cái Medina của cái ca trước, thì chúng ta thấy là bất cứ một cái nhánh nào, khi bất cứ một cái tổn thương nào mà ở ostium của bifurcation thì chúng ta đều có thể xếp loại theo Medina được, ngay cả cái tổn thương ở cái nhánh chính. Ví dụ như tổn thương nhánh chính của chúng ta là nằm khá xa cái ostium thì chúng ta không xếp loại cái tổn thương nhánh chính đó vào Medina, mà chúng ta phải sẽ xếp loại cái tổn thương của ostium của nhánh bên, nghĩa là sideprint đó vào Medina. Thí dụ như là trường hợp mà thân chung của chúng ta là mid sharp của thân chung, nhưng mà ostium của circumflex lại là ngay ostium, thì chúng ta có thể xếp loại là 1001 được. Như vậy không bắt buộc là chúng ta phải có nhánh chính là bị tổn thương ostium. Chúng ta quý đồng nghiệp, khi mà quý đồng nghiệp mà sử dụng cái Medina thì trong trường hợp cái ca đầu tiên á, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng Medina được. Cho nên là về cái ca thứ hai thì chúng tôi xin. Alo, xin chân thành cảm ơn Pháp sư Đỗ Hương ạ. Tiếp theo xin mời tiến sĩ Trần Hòa cho ý kiến về trường hợp ca này ạ. Xin mời. Dạ, cảm ơn chủ tọa đàn. Cảm ơn Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến. Thì tôi cũng rất là đồng ý với Phó giáo sư Hoàng Anh Tiến khi chọn lựa cái chiến lược đơn giản cho ca này là một stent. Và tôi cũng rất là đồng ý với tiến sĩ Huỳnh Trung Cang. Thì tôi thấy lúc nào cũng chọn cái chiến lược rất là đơn giản và hiệu quả cho người bệnh, thì tôi cũng rất là đồng ý. Tuy nhiên là cái kế hoạch mà đặt cái stent thứ hai đó thì có lẽ là chắc nếu mà trong trường hợp của tôi thì chắc lúc đó tôi sẽ xem xét hơn. Ví dụ như là có thể sẽ dùng chút xíu nitroglycerin để coi nó có co thắt gì, nó có giãn ra hay không. Và nếu mà dòng chảy tốt rồi đó thì MI3, và nếu được mà có IVUS mình đưa vô mình coi thì có thể là mình tránh không phải đặt thêm một cái stent ở đó. Tôi cũng rất là đồng ý, bệnh nhân 92 tuổi, sửa chữa được cái sang thương Lepman LD. Như vậy là tôi nghĩ là rất là tuyệt cho bệnh nhân rồi. Gánh nặng thêm một cái stent nữa thì tôi nghĩ cần thiết lắm thì mới đặt thêm. Dù sao thì ngày nay thì chúng ta can thiệp, dù kỹ thuật gì thì chúng ta cũng có backup bởi cái hình ảnh học là IVUS, và các anh em đã kiểm tra lại thì sau đó để có thể sửa chữa. Đặc biệt là có thể nếu mà chưa thấy áp sát tốt thì chúng ta có thể kích xin, chúng ta có thể bót thêm thì làm cho cái hiệu quả của chúng ta tốt hơn rất là nhiều. Thì hồi nãy thì ý kiến của Phó giáo sư Tiến có nói tới là cái chuyện mà dùng cái balloon complion, cái bóng thường để mà hạn chế cái chuyện bóc tách sau khi mà chúng ta bót đó thì tôi nghĩ khi chúng ta đã có cái stent ở trong Lepman rồi thì chúng ta cần có một cái bóng có áp lực cao để nó áp sát, và dùng với áp lực lớn để có thể áp sát được cái stent vào trong cái Lepman, thì tôi nghĩ lúc đó thì chắc là tôi cũng không có sợ cái chuyện bóc tách xảy ra nữa đâu, mà lúc đó là cần một cái bóng cứng áp lực đủ mạnh để có thể đạt được cái hiệu quả của mình. Tôi xin hết ạ. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Trần Hòa. Thì các anh tôi nãy nói rồi, để chúng ta chắc nghĩ nếu trường hợp đây tôi hoàn toàn nhất trí với cái ca là chúng ta chỉ cần đặt một stent thôi. Sau đó chị bay đi, bởi vì nó có cái IVUS sẵn đó, thấy nó nhíu thì chúng ta chỉ cần IVUS kiểm tra
nếu thấy mà đúng là không có mảng sơ vữa, không có gì thì thậm chí thấy FA dương tính thì chúng ta có thể sửa bằng cái chúng ta ký sinh bằng balloon thì cũng đủ rồi. Với 93 tuổi thì chúng ta nó sẽ hiệu quả hơn và chúng ta làm sẽ nhanh hơn so với chúng ta đặt hai stent. Bây giờ nó cũng hết. Tiếp theo chúng ta mời tiến sĩ Đỗ Minh Hùng sẽ trình bày ca thứ ba, sau đó thì mời phó sư Đỗ Văn Hưng sẽ chủ trì tiếp theo. Xin mời. Kính thưa quý chủ tịch đoàn, không biết quý chủ tịch đoàn có thấy được cái file PowerPoint chưa? Dạ thấy rõ và nghe rõ lắm. Thấy rõ rồi. Xin cảm phiền là cái máy cái bộ phận làm mát của máy nó hơi có vấn đề nên có hơi có tiếng ồn tí xíu. Xin quý đồng nghiệp quý chủ tịch đoàn thông cảm giùm. Chủ đề hôm nay thì cái chủ đề là cái ca tốt nhất, nhưng mà thực ra này cũng nói ca tốt nhất thì cũng không phải, nhưng mà trong cái tình huống tốt nhất cho bệnh nhân đó thôi. Thành ra cái tôi chọn cái ca lâm sàng để chia sẻ với quý đồng nghiệp, quý chủ tịch đoàn. Kính thưa quý chủ tịch đoàn, cũng chân thành cảm ơn phần giới thiệu của phó giáo sư Huỳnh Văn Tưởng. Thì ở đây là một bệnh nhân 78 tuổi nữ với các yếu tố nguy cơ tim mạch là tăng huyết áp và rối loạn lipid máu, có tiểu đường cũng nhiều năm. Thì chẩn đoán hiện tại của bệnh nhân đó là nhồi máu cơ tim cấp không trên lên kêu lip 2 và được xét nguy cơ rất cao vào trong đêm, và EF của bệnh nhân đánh giá nhanh lì thì khoảng chừng 35% và giảm động toàn bộ các buồng tim. Vì đây là cái hình ảnh sau khi bệnh nhân có, tất nhiên bệnh nhân có chỉ định chụp mạch vành, thì đây là cái hình ảnh mạch của bệnh nhân. Thì quý đồng nghiệp thấy rằng đây là rõ ràng nếu mà chúng ta phân độ Medina thì cũng gọi là 111 và vô hóa rất là nặng ở các nhánh LED và Lipman và CX, và cái Lipman này cũng rất là khá là ngắn, có khoảng chừng 2-3 ly thôi. Bệnh nhân thì EF thấp, cũng khá là lớn tuổi. Như vậy thì cái điện tâm đồ của bệnh nhân là như thế này. Theo cái chụp trong lúc chụp á, thì đưa lên bàn thì bệnh nhân đó là điện tâm đồ nó còn nhịp xoang cũng khá là chấp nhận được, nhưng mà ngay lập tức thì bệnh nhân có biến đổi cái nhịp nhanh thắt ngắn. Thì đây là cái diễn tiến của bệnh nhân rất là nhanh, thành ra phải làm rất là gấp. Thành ra ekip tiến hành làm luôn. Đây là những cái suy nghĩ của ekip làm, đó là cái tổn thương theo phân độ của gen đó, thì rõ ràng là cái phân nhánh này là phân nhánh thực sự 111 và tổn thương ở hai nhánh lớn hẹp trên 70% và cũng kéo dài, thành ra quyết định theo kế hoạch là hai stent chứ không dám một stent, một tiêu chuẩn chính và hai tiêu chuẩn phụ hoặc là hai tiêu chuẩn chính. Thành ra chúng tôi quyết định như vậy là chọn hai stent. Tuy nhiên khi nói về hai stent thì rõ ràng thì chúng ta chọn theo hai stent theo hướng là chúng ta làm DK crush hay là chúng ta làm một visual, giống như trường hợp của phó giáo sư Hoàng Anh Tiến đã chọn, nghĩa là chúng ta khi nó xảy ra thì mình sẽ làm. Trong trường hợp này thì không biết quý đồng nghiệp trẻ có dám chọn theo cái cách là provisional hay không, nhưng mà nếu mà mình chọn theo cái hướng này thì có phải được hay không. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta so sánh với lại kỹ thuật Keloid chẳng hạn, thì rõ ràng là người ta cũng nghiêng về cái hướng là đi Keloid khi so với Keloid. Như vậy thì xin dừng lại một chút để hỏi quý đồng nghiệp là chúng ta sẽ chọn các kỹ thuật nào trong số các kỹ thuật sau đây để tiếp cận cho bệnh nhân này. Kỹ thuật high stand, xin dừng lại một chút để xin hỏi chủ tịch đoàn. Hello, tôi thì cũng nhất trí là với cái trường hợp này chúng ta nên dùng cái kỹ thuật high stand. Vâng, cảm ơn anh Tưởng. Không biết ý kiến của chủ tịch đoàn khác ạ. Xin mời bác sĩ Đạt. Dạ, nhất trí cho anh Thượng là mình làm hai stent, nhưng mà khả năng mình cũng nghiêng về làm cái DK crush nhiều hơn. Xin hết. Khả năng của đi một hai stent vẫn đi là DK crush là bạp đào hay là kỹ thuật nào? Hiển nhiên là mình chọn hai stent rồi, mình bằng một stent trong trường hợp này thì chắc là khó là chọn hai stent, nhưng mà trong hai stent là DK crush, trong đó có thể có mini DK crush mini chẳng hạn, như là hay là Keloid mini, Keloid hay là reverse tap hay là tap hay là kỹ thuật nào đó. Thì xin thêm một ý kiến của chủ tịch đoàn khác ạ. Vâng,
Alo. Xin mời theo em thì mời tiến sĩ Ken ạ. Theo em thì mình chỉ chọn, nếu mà là kỹ thuật hai stent trong trường hợp bài tổn thương 111 này, mình chỉ chọn một trong hai kỹ thuật, tức là kỹ thuật DK plus hay là hoặc là culotte, tùy theo các thói quen của mình. Còn nếu DK nó an toàn cho ca này, rất là an toàn cho ca này. Còn nếu culotte, nếu chọn culotte technique ca này thì bắt buộc phải là gel balloon, phải là gel balloon technique để phần mắt nhánh bên, lúc đó mình ghi quay là rất là khó. Cho nên theo em là chọn dẫn phương pháp an toàn nhất là dẫn DK plus cho ca này, nếu vừa không mắc nhánh bên mà cũng vừa nó ít nguy cơ cho ca này hơn. Tuy nhiên là công đoạn mình hơi nhiều hơn một chút. À, còn nếu mà mình thích culotte cũng được, nhưng mà phải là gel balloon technique thì nó sẽ không mắc nhánh bên. Xin chân thành cảm ơn các chủ tịch đoàn. Khi mà chọn thì bác Hùng ơi, trước khi mà chọn kỹ thuật thì Hùng có làm siêu âm trong lòng mạch trước không? Dạ, cái trường hợp này cấp cứu giữa đêm, thành ra mà hẹp rất kít, thành ra không dám, tại vì bệnh nhân diễn tiến theo hướng là thiếu máu, rối loạn nhịp và thắt. Thành ra xin phép là không dám làm AVOS trong trường hợp này, bây giờ AVOS cũng thấp nữa, AVOS 35%. Rối loạn nhịp thắt tức thời cấp tính của bệnh nhân, và hiện tại bệnh nhân cũng gọi là đang còn vất vả, tức là kêu clip 2. Thành ra xin phép không dám làm cái AVOS trong đánh giá trong trường hợp này. Anh xin phép. Mời bác sĩ Lý Trung ạ. Anh Trung. Mà, không biết anh Trung có trên Dạ, xin chào Phó Giáo sư Quân, chào chủ tọa đoàn và quý đồng nghiệp. Thì em xin có ý kiến, thì rất là đồng tình với lại tiến sĩ Ngô Minh Hùng. Thì cái trường hợp này là trường hợp cấp cứu, có loạn nhịp phức tạp đe dọa tính mạng và thậm chí huyết động cũng không ổn định nữa. Thì tổn thương là tổn thương phức tạp 111 recommend bifurcation. Thì chắc là mình đẩy AVS vô lúc này thì rất là nguy hiểm. Cái vấn đề là hai stent thì rõ ràng rồi. Thì mọi người mình đang có cái ý kiến là gì theo mình đó. Thì đơn giản an toàn vẫn giữ được hai cái quay hai bên. Thật ra nó là DK Class Technique hay là Revertap. Revertap chính là DK Nano Class Technique. Vậy mình làm Revertap nó sẽ nhanh gọn an toàn cho bệnh nhân hơn. Vâng, cảm ơn anh Trung. Thời gian cũng có hạn, thành ra xin phép chỉ có thành như là cùng lung chung lớp thì có thể hiểu nhau thì phải. Xin phép thêm một chút ý kiến ở trường hợp này á, là cái mà mình nói là tại mình không thấy bên phải. Thì đây là một cái trường hợp can thiệp phân chung. Cái trường hợp này bên phải 70%, thì nó không hẹp nặng lắm, cũng may mắn là không có hẹp nặng bởi thế phải. Qua cái hình thì xin phép không được đưa lên bởi vì nó quá nhiều. Xin cung cấp thêm. Và quý đồng nghiệp nhớ là khi mà chúng ta can thiệp cấp cứu, và trong trường hợp bệnh nhân cấp cứu thì cái kỹ thuật tốt nhất là kỹ thuật mà quý đồng nghiệp chúng ta quen. Chúng ta quen tay chúng ta làm, chứ không phải kỹ thuật tốt nhất là kỹ thuật mà chúng ta lựa chọn. Cho nên là các đồng nghiệp thấy là nguyên tắc của can thiệp á, thì chúng ta sẽ lựa một số kỹ thuật đối với lại thân chung. Thí dụ như DK Crush hoặc là culotte với trường hợp nó cái nhánh bên có lớn đủ lớn bằng nhánh chính hay không, hay là nhỏ hơn nhiều. Và chúng ta chọn một hai technique chúng ta làm cho quen tay. Và khi vô thực tế mà chúng ta cần phải cấp cứu thì chúng ta sẽ theo technique đó mà chúng ta làm. Khi chúng ta còn suy nghĩ chúng ta phải làm tích tích nào chắc chắn là sẽ có hại cho bệnh nhân. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là rõ ràng hẹp thân chung, os chung 111 của thân chung rất là nhiều, dòng chảy sinusic thì chậm và có một tổn thương ở đoạn giữa của LED. Thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí là chúng ta sẽ sử dụng hai stent. Và kỹ thuật thì chắc có lẽ xin tiến sĩ Hùng trình bày tiếp là kỹ thuật mà tiến sĩ Hùng sẽ là quen nhất để làm cho nhanh. Dạ vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Đỗ Quang Vân. Xin phép là DK Crush trong trường hợp này xin phép không được chọn, bởi vì không phải vì không quen tay, nhưng mà vấn đề là DK Crush ngay cả lúc tác giả trên làm nghiên cứu cũng không làm cho những tổn thương bôi hóa nặng mà cần rota đẩy bóng không qua, thì trường hợp này đã thử đẩy bóng và không có qua, thành ra không có dám chọn kỹ thuật DK Crush trong trường hợp này. Cái điều thứ hai không chọn DK Crush là Lepman trường hợp này rất ngắn, thì làm DK Crush trường hợp này thì chúng ta phải để stent dư vào trong cái Lepman, mà Lepman này quá ngắn, thành ra cũng không thích hợp lắm. Keylot trong trường hợp này thì tiến sĩ Hồ Trung Cang đã đề cập rồi, có nghĩa là keylot rất là dễ mất cái nhánh thứ hai nếu chúng ta đặt gác qua nhánh thứ nhất, thành ra keylot vẫn phải để bóng gel nằm mà chờ. Thành ra có thể trong trường hợp này thì chúng tôi không chọn kỹ thuật tép và cũng không chọn các kỹ thuật khác gọi là provisional. Như vậy thì reverse tép hoặc là giống như hồi nãy gọi là DK crush mà mini
mini cross á, thì có thể nó tích hợp, có nghĩa là trong trường hợp này thì tôi xin phép chọn kỹ thuật ở giữa, có nghĩa là river test. Như vậy thì mặc dù chúng ta biết rằng là DK Cross là khuyến cáo cho Lepman theo cái phần ISA 2018 lá thay B mức bằng chứng B, tuy nhiên chúng ta phải đọc kỹ nghiên cứu thì đối với những trường hợp mà canxi hóa nặng mà cần phải khoan hay là các thứ thì chúng ta không có nên chọn, và Lepman ngắn cũng không thích hợp. Hơn nữa là chúng ta sẽ có rất là nhiều công việc để làm và là rất là mệt mỏi khi chúng ta tiến hành kỹ thuật này. Tại sao chúng ta chọn river test? Bởi vì nó ít thời gian hơn, nó nhanh hơn, các nhánh đều được bảo vệ đồng thời, và nó cũng tương tự với mini DK plus chứ không phải nó không tất cả nó đều các nhánh đều được bảo vệ, thành ra nó an toàn. Cũng giống như là Chulot cũng vậy. Như vậy thì nhìn sơ lại cái hình thì chúng ta cái cách làm thì mọi người đều biết, thì chúng ta chỉ đi 2 dây và lúc nào cũng có 2 dây ở 2 nhánh và chúng ta đặt theo thứ tự như thế này thì chắc là quý đồng nghiệp đã quen. Và chúng ta tất nhiên là cuối cùng là chúng ta nên kissing post rồi kissing được post lại lần nữa rồi chúng ta kết thúc, tất cả các nhánh đều được đồng thời bảo vệ. Tuy nhiên ở đây dừng lại một chút nữa là hỏi quý chủ tịch đoàn là tại vì chúng ta chuẩn bị tổn thương này như thế nào, bởi vì trên hình chụp thì rất là nhiều vôi, rất là nhiều vôi và đẩy bóng 2.0 không qua ở cái nhánh nhánh CS là đẩy bóng không qua. Quý đồng nghiệp chọn cái chuẩn bị tổn thương nào trong các cái các loại chuẩn bị này, xin dừng lại 1-2 phút để hỏi 1-2 chủ tịch đoàn. Dạ xin lỗi, hỏi là anh nong bóng bên nào trước vậy anh hả? Chưa nong, đẩy bóng hôm qua thôi, đẩy bóng hôm qua, đẩy bóng cầm lion balloon không qua. Trước khi mà chúng ta trong trường hợp này ngay cả khi mà chụp cái thân chung thì vôi hóa rất là nhiều. Chúng ta thấy là vôi hóa độ 2. Bởi vậy nên chúng ta thấy là nếu trường hợp mà chúng ta cho cái iBurst vô thì chúng tôi đoán là cái đoạn này thì ít nhất là 270 độ cho đến 360 độ, nghĩa là vôi hóa 3/4 hoặc là 360 độ toàn phần của mạch máu. Cho nên là khi mà vôi hóa như vậy thì chúng ta phải suy nghĩ đến cái rotaplater trước. Trường hợp mà chúng ta khi mà chúng ta cho cái bóng mà nhỏ vô mà nong lên á, sau đó chúng ta cho bóng lớn hơn để có thể đưa stand vô được thì chưa chắc đã chúng ta đã nong lật được toàn phần, và phải cẩn thận cái chuyện mà dissect, mà chúng ta không nhanh tay thì bệnh nhân có thể tử vong. Chúng tôi xin mời ý kiến của các thành viên khác ạ. Xin mời bác sĩ Huỳnh Trung Cang. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hoàng Quân. Thì các bài báo cái mày để chọn mà để có bóng mà không đi ăn ba luôn mà có một pha nhỏ nhất mà qua không được thì em cũng rất là đồng tình với ý kiến của phó giáo sư Đỗ Hoàng Quân, đó là mình dùng cái gồ ta thôi, gồ ta. Nhưng mà vấn đề đặt cái gồ ta vô đây á, cái gồ ta đặt vô đây á thì mình có đặt trả lời khi mà mình khoan á thì vậy nó có tắt cái nhánh bên hay không, đó là một cái câu mà mình đang lo lắng cái chuyện đó. Tuy nhiên thì với tốc độ của gồ ta như vậy thì cái lỗ của nhánh L-shift có vẻ như nó ít hẹp hơn là cái nhánh cái LD, hướng LD. Vì vậy mình có thể khoan cái Lepman LD trước và sau đó mình mới khoan cái LD Lepman với L-shift sau. Thì như vậy nó sẽ mở đường hơn, và em chọn vẫn là cái first choice, em vẫn là cái gồ ta. Dạ vâng, cảm ơn chủ tịch đoàn. Định xin ý kiến thêm nhưng mà sợ không có thời gian, thành ra xin phép đi tiếp ạ. Thì cũng giống như là các chọn lựa của hai chủ tịch đoàn, có phó giáo sư Đỗ Quang Huân và tiến sĩ Huỳnh Trung Cang, thì đi bóng hôm qua là đẩy rất là khổ sở, thành ra sẽ bắt đầu rút dây của CX ra và đi dây đổ dây qua rota bên LED trước, và sau đó quyết định đổ dây ngược lại và bỏ dây LED. Cái này cũng hơi mạo hiểm một tí, nhưng mà sau khi đã chụp kiểm tra không thấy bóng tách nhiều, thành ra mới đổ dây qua bên CX và khoan tiếp, và sau đó tiến hành nhanh chóng là bỏ dây bên đi chợ 2 dây bình thường để can thiệp. Thì sau khi đã khoan rồi hai bên, tức là đổ dây và không để dây ở cái nhánh phụ, bởi vì để dây nhánh phụ thì rota nó sẽ khoan đứt, thành ra khoan rồi sau đó đổ dây bình thường để bắt đầu nong bóng LED Lepman và nong bóng CX Lepman, và sau đó thì nong bóng luôn cái đoạn dưới nó, bởi vì tổn thương nó nằm ở đoạn giữa LED luôn, thành ra phải nong bóng chuẩn bị cái đó luôn. Thành ra sau khi đã nong bóng thì cái tổn thương nó như thế này, nhìn nó đỡ hơn và dòng chảy trên MI3 cũng không đến nỗi bóc tách nặng, mất dòng. Thành ra bắt đầu tiến hành chọn kỹ thuật thì rõ ràng là cũng chọn hai stand. Bây giờ thì cái kỹ thuật là chúng ta có thay đổi kỹ thuật hay không thì rõ ràng
cũng tùy theo cái sự quan tay của mỗi người, ta có thể là dùng dùng QLoad hoặc là dùng ReverbTap. Thì ở đây chúng tôi chọn cái kỹ thuật là gọi là ReverbTap cho nó nhanh, bởi vì là cấp cứu, thành ra chúng ta đặt cái bóng bên LED để nằm đó, và chúng ta đặt cái stand canh vào cái tổn thương của lớp phần cuối của lớp men, tức là gác, giống như cái bài trình bày đầu tiên ấy, có nghĩa là canh vừa đổ qua cái phần đoạn gần của tổn thương, có nghĩa là nó dư cái carina nhưng mà nó đổ phần gần, sau đó mình để bóng LED và chúng ta lên bóng, sau đó kéo bóng ngược lại lên một chút nữa cho cái tổn thương lỗ của xít nó nở trọn một tí, nhiều hơn một tí, và sau đó kéo bóng mình về và chúng ta thực hiện kissing ngay lúc đó luôn, để cho nó giữ cái carina của nó nằm đâu vào đó để chúng ta làm việc tiếp. Và sau đó thì tiến hành đặt cái stand thứ hai. Thì đây là cái công việc tiếp theo là kissing, rồi sau đó đặt stand. Đặt stand LED. Và đặt stand LED xong rồi chúng ta đặt luôn cái stand cái đoạn dưới của LED đoạn 2. Và chỗ này cái còn cái ghép, có nghĩa là cái phần không có chồng mí hai cái stand với nhau, bởi vì sợ là có quá nhiều chồng mí stand, thành ra cái stand thứ ba chỉ đặt vào cái đoạn giữa và cách cái stand LED lớp men một khoảng chừng 2-3 mm, để chấp nhận là để cái quãng kép chống nó không có đặt stand, bởi vì đặt nhiều quá thì cũng không an toàn cho cái đoạn gần LED. Và sau đó tiến hành DJ trở lại vào trong CX để mở cái mắt của cái stand LED lớp men và mở cái mắt của nong lại cái tổn thương LED lớp men, sau đó kissing kissing bằng bóng áp lực cao 2.75 ở bên nhánh CX và 3.0 ở bên nhánh LED. Và cái này là cái kỹ thuật chúng ta post lại bằng cái bóng 3.5 đoạn gần, hơi nhu ra ngoài tí, như các bạn như quý đồng nghiệp đều thấy thì cái lớp men này rất là ngắn, thành ra cũng không có cái bóng nào ngắn hơn, thành ra ở đây dùng cái bóng là 3.5 12, post lại ngay cái vị trí chỗ cái đoạn lớp men của chúng ta. Thì đây là cái hình sau khi đặt xong thì cái guiding cho rất là khá là sâu vào trong dễ dàng, mà chúng ta chụp lại cái chỗ này là cái khoảng trống giữa hai cái stand, thì cũng chấp nhận là để một cái tổn thương nhẹ ở đây, và sau đó như quý đồng nghiệp đều thấy thì hẹp tuần lưu đối với tổn thương canxi như thế này thì cũng không có đến nỗi quá nhiều và có thể chấp nhận được, và lỗ xí còn mở thông khá là tốt. Tổn thương của phân nhánh ở dưới nhánh chéo thì cũng không có ảnh hưởng, chỉ cần là stand crossover qua thôi, và provisional đối với nhánh chéo này không cần có đụng chạm gì vô hết, và thì mi dòng chảy của tia nhánh đeo nhánh chéo này vẫn tổ tồn. Anh ra thì cũng nói thêm về cái nghiên cứu này, thì hiện tại thì đang có một cái nghiên cứu về ReverbTap cũng khá đang cũng rất là hứa hẹn, có nghĩa là người ta đặt cái tên là TipTap, thì tới năm 2024 thì cái nghiên cứu này mới xong, thì chúng ta sẽ hy vọng là trong tương lai người ta so sánh cái kỹ thuật ReverbTap với là kỹ thuật DK Crush mà chúng ta vẫn đang gọi là được ESC khuyến cáo năm 2018 tới nay, để coi thứ hai cái kỹ thuật này nó có xem với nhau hay không, hay là thực ra cuối cùng nó lúc là một giống như bác sĩ Lý Trung đã nói, nghĩa là mini crush thì nó cũng tương tự như là ReverbTap về mặt đâu đó về mặt canh chỉnh stand. Như vậy thì những cái thông điệp mà xin muốn mang lại ở đây có nghĩa là trong những trường hợp bắt buộc thì chúng ta phải đặt hai stand ngay từ đầu để chúng ta khỏi phải tốn thời gian khổ sở đi tìm lại cái nhánh bên. Cái thứ hai là cái sự mà hiệu chỉnh cái tổn thương khi mà nó bị vô hóa và tổn thương hẹp nạn nhiều mà có hiện diện của canxi, thì bằng các kỹ thuật trong đó nếu chúng ta khoan rota thì cái việc mất nhánh bên nó sẽ ít có xảy ra. Tuy nhiên lúc khoan thì có hiện tượng bóc tách, thì ta lưu ý là lúc bóc tách lúc mà chúng ta khoan là chính, chứ còn mảng sơ vữa được bào mòn đi chỗ khác, thành ra cái nhánh bên nó sẽ không có làm sao, nhưng mà bóc tách thì là rất là rủi ro. Cho nên bóc tách là một cái kỹ thuật, xin lỗi, bóc tách là một cái chuyện mà chúng ta sẽ gặp và chúng ta mong muốn khi làm cho những cái tổn thương hẹp nặng và có vô hóa. Tuy nhiên bóc tách mà mất dòng là một cái cấp cứu ngay trên bàn, thành ra chúng ta phải làm nhanh nếu nhiều trường hợp mà bóc tách xảy ra. Và trong trường hợp tối ưu thì nếu như bệnh nhân này mà ổn định hơn một chút thì chúng tôi sẽ mở EVOS để coi thì có thể đánh giá thêm. Tuy nhiên sau khi đã lên bóng với áp lực rất cao và bóng khá lớn và kết quả chụp mạch kiểm tra cũng khá là tốt thì chúng ta không
cũng gọi là chấp nhận được trong trường hợp cấp cứu. Tuy nhiên nếu mà trong chương trình hoặc bệnh nhân ổn định hơn thì chúng ta cũng nên sử dụng IVUS. Phần trình bày đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn phần chú ý của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn bài báo cáo rất là hay của bà ca khó của tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Hùng. Thì có một số vấn đề chúng ta thảo luận ở đây. Vấn đề thứ nhất là trong những trường hợp như vậy thì đối với lại lép men mà bán tắc và bệnh nhân có cơn loạn nhiệt nguy hiểm thì chúng ta nên mở cái lép men bằng BCI. Tuy nhiên có một số trung tâm thì người ta vẫn có thể làm CABG mổ bắt cầu cấp cứu. Thì vấn đề đặt ra thứ nhất là chúng ta có mổ bắt cầu cấp cứu hay không, và cái đội ngũ mà hard team của các bệnh viện có chuẩn bị để làm bắt cầu cấp cứu trong những trường hợp này hay không. Chắc chắn là syntax score của chúng ta sẽ cao. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là trong trường hợp mà chúng ta không có rotaplater ở bên cạnh thì như vậy chúng ta sẽ phải làm gì nếu không có rotaplater? Không phải tất cả bệnh viện nào cũng có khoan cắt trong lòng mạch, và chúng ta không có thì chúng ta sẽ phải làm gì? Vấn đề thứ ba là sport stenting. Trong trường hợp sport stenting như vậy chúng ta còn vài mm thì chúng ta có cần kéo luôn lên để chúng ta phủ luôn overlapping với stent thứ left main LD hay không, hay chúng ta để chiều một khúc sport stenting? Có một số vấn đề thì xin quý đồng nghiệp chúng ta có ý kiến, sau đó chúng tôi mời mời phó giáo sư Huỳnh Văn Thường điều khiển chương trình tiếp ạ. Xin kính mời bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn có ý kiến. Sơn mở mic cái Sơn ơi. Dạ, dạ thưa em xin cảm ơn về những góp ý của anh Hương và anh đã đặt câu và đã đặt câu hỏi cho em. Dạ, dạ thưa thì trong trường hợp của anh Ngô Minh Hùng thì đây là trường hợp rất là hay, và em qua cái trường hợp của ca của em và xem lại cái ca của anh Ngô Minh Hùng thì cũng học thêm được nhiều thứ, đặc biệt là trong cái chuyện mà mình trong trường hợp mà mình có khả năng mình móc nhánh bên á, thì cái chuyện mà cái chiến lược mình chọn để mình có thể giữ được nhánh bên mà không có ảnh hưởng nhánh chính thì kỹ thuật reverse start hay là DK nano plus như trong trường hợp của em thì đây là những cái chiến lược rất là phù hợp. Yeah. Thì em cũng có đây cũng xin có ý kiến là trong trường hợp mà nếu mà mình không có rotalator trong trường hợp này, và chắc chắn là mổ bắt cầu cấp cứu thì gần như là rất là hiếm nơi, hiếm bệnh viện mà có thể mổ bắt cầu cấp cứu, thì trong trường hợp này thì những lựa chọn ví dụ như cắt tim balloon thì như thế nào? Nhưng mà vấn đề của anh Hùng đặt ra là cái bóng của mình á, bóng thường mà còn đẩy không qua thì liệu cắt tim balloon thì nó có đẩy qua được hay không? Đó, thì đó là cái trường hợp mà gần như là nhiều nơi đã gặp. Em cũng xin thêm ý kiến của quý anh, dạ, để xin thêm ý kiến về kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này ạ. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Sơn ạ. Tiếp theo mời phó sư Hoàng Tiến ạ, cho ý kiến ạ. Xin cảm ơn chủ đoàn vị đồng nghiệp các panelist. Như vậy cá của tiến sĩ Ngô Minh Hùng như vậy cũng rất thành công, cũng chúc mừng tiến sĩ Ngô Minh Hùng đã có một cá sử dụng kết quả rất tốt. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là đúng như là ý của phó sư tiến sĩ Nguyễn Công Hưng, rằng là nếu mà chúng ta không có rotaplater thì là chúng ta lựa chọn như đầu tiên thì là xuất hiện mình có thể dùng cái micro catheter mình thử đi qua cái chỗ tổn thương hay chỗ hóa thương xét như thế nào. Thì nếu chúng ta không có rotaplater thì cái lựa chọn chúng ta không có nhiều, thì chúng ta có thể là thử, hoặc thậm chí nếu chúng ta tiêu đường có thể đi được micro catheter thì chúng ta thử đi trước, rồi sau chúng ta đi bằng ngón nhỏ thì chúng ta sẽ nóng lên. Và cái hai nữa đó là cái vấn đề của cái reverse tap á, hoặc là cả cái động tác là vấn đề cái carina. Khi mà làm xong cái tap này chúng ta cực kỳ phải có cái carina, nhưng mà rất may tôi thấy cái này nhận seamless và cái LD và cái lap main họ là khá vuông góc, cho nên cái thực tác ở đấy khi mà nó vuông góc mà gần 90 độ như vậy thì cái carina nó rất là tốt. Thì như vậy cũng lựa chọn cái tác phải reverse tap trong trường hợp này như vậy cũng rất là phù hợp.
Một cái nữa đó là cái vấn đề mà đánh giá sinh tắc thì hiện nay chúng ta đã dùng cái sinh tắc 2 rồi, và sinh tắc mới nhất á, thì có lẽ là vừa cả đánh giá giải phẫu, vừa đánh giá vừa cả cái đánh giá về cả thông số về lâm sàng và lâm sàng trên bệnh nhân, thì như vậy nó rất là phù hợp. Tức là khi mà đánh giá sinh tắc 2 và sinh tắc của mới nhất là 2020 á, là nó đánh giá ra bao nhiêu phần trăm khi mà ra con số đó là bao nhiêu phần trăm tử vong trong vòng 1 năm 4 năm của nếu mà chúng ta can thiệp, bao nhiêu phần trăm tử vong trong 1 năm 4 năm nếu mà chúng ta đặt stent, thì như vậy chúng ta cân nhắc sẽ chính xác hơn. Và ở ngoài ra thì trong này là có cái awesome. Dạ, như vậy rất là cảm ơn tuyệt đoan chúc mừng ca của tiến sĩ Hùng. Xin cảm ơn pháp sư Hoàng Tiến ạ. Xin mời bác sĩ Đạt cho ý kiến thêm ạ. Anh ca này của tiến sĩ Hùng thì làm rất là thành công rồi, không ý kiến gì. Nhưng mà có mấy anh cái xin đặt cái chủ tòa đoàn là thứ nhất là trường một vấn đề nhất là với tình trạng mà tổn thương thân chung cộng với loạn nhịp nguy hiểm như vậy, ép giảm như vậy, thì mình có đủ thời gian để mình chuyển đi mổ cấp cứu hay không, hay là phải chọn lựa chiến lược can thiệp ngay lập tức? Và các anh theo mình biết cháu thì cái câu trả lời cho trường hợp này vẫn là chọn chiến lược can thiệp. Đối với những trường hợp ví dụ như là sang thương vô hóa thì giờ mình cũng phải cố mình làm được từ thôi, tức là móng như Tiến Hùng đưa móng 2.0 không được thì mình có thể dùng móng 1 chấm rồi mình ấp lên từ từ, rồi sau đó mình có những phương tiện nào khác ví dụ cách tinh balloon để mình mở lên nếu mình không rotavator. Còn nếu có rotavator thì mình làm giống như Tiến Hùng, nhưng mà mình cũng ngược lại cũng phải chấp nhận rủi ro, tức là mình phải rút hết quay hết, mình chỉ đi được cái quay rota trong từng nhánh mà thôi, và đi rota từng nhánh một, và hy vọng là với kết quả là vẫn bóc tách nhưng vẫn luôn giải quyết được cái dòng ổn định như vậy thì mới thành công cao được. Thì xin hết. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đạt ạ. Cũng hết rồi. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Ngô Minh Hùng. Mình xin có một vài cái ý kiến nhỏ thôi mà. Thứ nhất là đúng là có rất nhiều lớp không có rota, thì trường hợp này giống như nếu ở Khánh Hòa thì chúng tôi vẫn là làm dùng cái bóng scoring balloon và bóng độ nhỏ nhất 1.75-10 thì may và nó ra. Cái hai là có thể nói như là pháo sư Hoàng Anh Tiến Mirocate dùng cái fibrot chúng ta có thể khoan thử được hay không, nhưng nó không có rota thì cái thứ hai. Xin hỏi tiến sĩ Vũ Nông là sau khi rota rồi ạ, nếu họ dùng bóng nông lại thì thường bóng dùng bóng thường hay bóng NC hay là bóng scoring bên luôn ạ? Cái thứ hai nữa là chúng ta trước đây thì đã khuyên nên đặt nên trường khoảng trống như tiến sĩ Ngôn Hồng trường khoảng 2-3 mm đấy, mà sau khi thì gần đây là thấy cái trường đó thì mình ý nghĩa cái kết quả nó cũng không có khác biệt, nhưng mà khi làm chúng ta sẽ dỡ bóc tách thì chúng ta có thể overstenting được hay không, từ hai stent nó nối nhau rồi chúng ta lúc đó chúng ta sẽ nâng thoải mái áp lực cao và nó áp sát thì hiện tượng tái hẹp nó sẽ là ít hơn. Xin mời tiến sĩ Ngôn Hồng. Dạ vâng, cảm ơn phần đặt câu hỏi cũng như các tham luận của các chủ tịch đoàn. Thực ra cái câu đầu tiên Phó Giáo sư Huân đặt ra là về mặt tổ tim thì rõ ràng trong tình huống này mà chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta chuyển bệnh nhân đi mổ mà bệnh nhân đã có loạn nhịp thất, EF thấp, bệnh nhân lớn tuổi thì rõ ràng chuyển đi mổ rất là khó hết tất cả các lớp, trừ khi nào biến chứng cơ học. Chính thành ra cái vấn đề mổ tim nếu như chúng ta làm thất bại nghĩa là đẩy bóng qua các thứ thì chúng ta bắt buộc họ phải đi mổ. Đó là cái câu đầu tiên. Cái thứ hai là nếu chúng ta không có thì làm gì, thì rõ ràng như Phó Giáo sư Hồ Hoàng Văn Thưởng đã trình bày thì rõ ràng lúc trước chúng tôi cũng không phải là không có rota, nhưng mà tại bệnh nhân không có điều kiện, nghĩa là không có điều kiện rota thì chúng ta cũng phải chuyển lại cái bóng 1.0 rồi 1.25, 1.5 rồi đó đủ lớn để sau đó chúng ta bỏ cái cutting balloon hoặc là các cái balloon áp lực cao, nghĩa là non-compliant balloon đó. Thì chúng ta sẽ cũng làm được, nhưng mà nó sẽ chấp nhận hẹp tuần lưu khoảng chừng trên dưới 20%, chứ không phải là dưới 20% giống như trường hợp chúng ta có rota. Trường hợp thứ ba là trong trường hợp overlap thì thực ra thì bệnh nhân này đã có hai cái stent mà chúng ta lại không có cái không dám xài vết do là trường hợp cấp cứu mà chúng ta đã sử dụng và rota rồi, thành ra cũng gọi là chỗ tổn thương đoạn 1 và đoạn 2 nó có một chỗ gọi là hẹp dưới khoảng chừng 30-40%, thì chấp nhận chỗ đó landing cách stent chỗ LAD 2 mà không có chồng mí. Bây giờ thực ra thêm mấy ly nữa cũng chồng mí được thôi, nhưng mà chồng mí ngay cái đoạn gần LAD thì đó là cái chỗ tái hẹp rất cao, mình đã có cái hai cái stent left main rồi mà chỗ đó là chồng mí nữa thì tương lai cái chồng mí của hai stent nó rất là dễ tái hẹp, thậm chí là nếu chưa tái hẹp thì có thể là bị huyết khối. Thành ra
cấp tính chỉ chấp nhận là hai cái stand tại lớp main để cho cái rủi ro nó ít hơn một chút, chứ mình chọn cái stand dài hơn nữa thì cũng dễ thôi, nhưng mà cũng không dám chọn trồng mía nhiều, bởi vì cái lý do là huyết khối trong stand cũng như là tới hẹp sau này có nghĩ xa xa tí xíu vậy đó, thành ra chấp nhận nó để lại một cái khoảng trống, nó nhìn cũng không đẹp lắm, nhưng mà để giữ giòn cho tốt để cho bệnh nhân. Còn cái nông lại sau khi rota thì thường thường á, thì nếu mà canxi mà nó rất là nông mà mình khoan được liền á, thì mình có thể nông bằng bóng thường, ví dụ bóng thường bóng gạch cầm lai balloon 2.5 2.0 2.5, nhưng mà nếu mà canxi cả nông cả trung bình và cả sâu thì rõ ràng là chúng ta phải nông lại bằng bóng áp lực cao nó mới nở được, bởi vì khoan nó chỉ đụng ở phía bề mặt mà cái phần canxi dưới vẫn phải cần áp lực cao hoặc là bóng cắt, thành ra tùy ra cái tổn thương. Nếu như có IVUS thì chúng ta, nhưng mà trường hợp này thì đã được nông bằng bóng áp lực cao luôn sau khi khoan rota, thành ra thì cái tổn thương nó mới thấy là hệ tụ lưu khá ít như vậy sau khi can thiệp. Còn trong trường hợp chúng ta có IVUS mà IVUS cho thấy là canxi ở lớp nông lẫn lớp sau thì nông lại bắt buộc phải là dùng thêm bóng cắt hoặc là bóng áp lực cao nếu không có bóng cắt. Xin hết. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng cũng như tất cả các cái thành viên đã góp ý rất là hay, nhưng thời gian chúng ta cũng quá. Tiếp theo xin mời tiến sĩ Quỳnh Trung Cang sẽ báo cáo cái trường hợp của lớp bạn ạ. Xin mời. Alo. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa thầy Bình, thầy Dũng và anh phó sư Đỗ Hoàng Quân và toàn thể chủ tọa đoàn cũng như quý đồng nghiệp, thì hôm nay em xin được share một cái ca lâm sàng. Thì nãy giờ chúng ta đã thấy một cái ca lâm sàng của 4-3 ca lâm sàng rồi, thì những ca lâm sàng rất hay. Thì hôm nay em cũng share một ca lâm sàng, ca này kinh điển thôi, không có gì nổi trội lắm. Các anh chị có các thầy, các thầy cô với các anh chị có thấy không ạ? Thấy cái thấy rồi. Thấy rồi Trang. Dạ. Thì em xin xem một cái ca lâm sàng em sử dụng cái một cái DKGOS technique can thiệp cho cái tổn thương left main cận xa. Thì bệnh nhân là một bệnh nhân nam 64 tuổi, tiền sử thuốc lá, có lượng huyết máu tăng huyết áp. Thì ca này có một cái nhồi máu cơ tim cũ một tháng trước và đã được đặt stent tiêm phát ở đoạn EGCA 1-2. Và bệnh nhân còn hẹp 30% lỗ đến độ xa của left main, và LD thì bệnh nhân có canxi quá nặng hẹp 89% cái đi 1-2, và cái lỗ đoạn gần của lỗ axit thì nó hẹp khoảng 80%. Và chiến lược chúng ta là chúng ta sử dụng IVUS đánh giá cái canxi cũng như đánh giá độ hẹp đường kính của mạch máu như tổn thương của mạch vành mạch left main, và có khả năng là sử dụng rota để đánh giá cái tổn thương để mà khoan cái LD 1-2. Và chiến lược của chúng ta là khả năng là đặt hai stent left main LD và axit bằng kỹ thuật DK. Thì cái hình ảnh kết quả chụp mạch vành, chúng ta thấy là bên phải, hình ảnh bên phải là chúng ta trước đây đoạn trước một tháng trước thì bệnh nhân có tắc cái đoạn giữa cái bên động mạch bên phải, và chúng ta can thiệp hai stent được hai stent tái thông tốt, và nhìn cái đoạn VTM thì thấy là hẹp rất là nặng và canxi quá ở LD 1-2. Và bên tổng nhìn cái hình của cái view của Caudo thì thấy rằng cái lỗ cũng tổn thương, đoạn gần cái lỗ của LD cũng tổn thương, và cái đoạn gần của cái LCIS tổn thương, và đoạn xa của Fleming tổn thương. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn cái view mà động mạch vành bên phải 45 độ bên trái thì chúng ta thấy rằng hình ảnh mà có cái canxi quá của LD 1-2 rất là nặng, và nhìn hình chúng ta thấy khi chụp bên phải cái view mà 45 độ bên trái thì chúng ta thấy bên phải này rất là nặng. Điều này cũng là cản trở vấn đề can thiệp của chúng ta. Vậy thì cái tổn thương của left main khoảng 30% như vậy, thì nếu mà chúng ta can thiệp mà cái LD 1-2 mà chúng ta bỏ luôn tổn thương nó được hay không, thì cái đánh giá của cái đánh giá theo tổn thương chia đôi của đoạn xa mà đoạn xa bài phiệt của đoạn bài phiệt thì Medina thì thông thường, tuy nhiên ở cái mà đoạn xa của left main bài phiệt ở đoạn xa left main á, thì theo đánh giá của IVUS thì thấy rằng là trên 90% là bệnh nhân có tổn thương đoạn xa left main mà kéo dài tới cái lỗ của LD và luôn cái nhánh LD. Và chia cái phân độ của left main và bài phiệt left main đoạn xa thì nó không chia giống như Medina, mà nó sẽ chia nhau cái tổn thương một tổn thương là đoạn gần, là nó đánh giá cái thành trước hay thành sau mà liên quan tới cái phía mà LD hay LCS, nó ảnh hưởng đến cái chuyện là quyết định can thiệp một stent hai stent hay sử dụng mà chiến lược mà tiên lượng cái cắt nhánh bên hay không. Và
Theo cái lưu đồ tiếp cận của tổn thương của Lehman thì nó cũng khác với bài phượt và cái tổn thương phân nhánh thông thường. Thì đánh giá cái tổn thương một phân nhánh thì gồm có ba yếu tố. Thứ nhất là đánh giá về mức độ lâm sàng, hình ảnh học của hai cái hình ảnh gia phẫu học của hai cái nhánh bên, đặc biệt là kích thước, độ dài cũng như là mức độ tưới máu của cái nhánh của các nhánh và độ sống còn cũng như từ hoàn hệ. Thứ hai là đánh giá cái sự lan rộng của cái tổn thương của cái bệnh đến hai nhánh và hình thái của mảng tổn thương, hình thái của mảng plaque gồm có gombus hay là cái canxi. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng nhất, đó là chúng ta khi tổn thương hai nhánh phân nhánh như vậy thì chúng ta đánh giá cái sự tiếp cận của cái nhánh bên có dễ dàng hay không, dễ dàng có cách là chúng ta có thể đưa quay được không, chúng ta đưa bóng được không, và đặc biệt là chúng ta triển khai cái stent được không. Thì theo cái lưu đồ giống như hồi nãy các báo cáo viên khác tiếp cận, thì đối với tổn thương Lehman thì nó chia hai nhóm, một nhóm tổn thương đơn giản và tổn thương phức tạp. Thì đối với tổn thương phức tạp thì tổn thương mà có hẹp nhánh bên trên 70% hoặc có độ dài hoặc già có độ dài trên 10 mm thì đó là tổn thương phức tạp, thì ta chọn ưu thế là hai stent. Mà hai stent này thường là DK Rush hoặc là mình ta tiếp cận theo hướng EBC theo của cái sự đồng thuận của cái hội của các câu lạc bộ bài phiệt của châu Âu. Thứ hai, nếu tổn thương đơn giản thì nếu tổn thương mà Lehman đơn giản, bài phiệt đơn giản thì chúng ta đánh giá có cái tiếp cận nhánh bên giống như cái ca mà của bác sĩ Sơn cũng như bác sĩ của phó giáo sư Tiến, thấy rằng tiếp cận nhánh bên, nếu tiếp cận nhánh bên dễ thì chúng ta phải dùng cái gồm sinon stent hoặc là chúng ta dùng cái invert gồm sinon và tiếp cận theo EBC và nếu đặt một stent. Nếu tổn thương nhánh bên mà sau khi đặt một stent gồm sinon stent mà nó có hẹp có ý nghĩa hoặc timing nhỏ hơn 3 thì chúng ta tiến hành cái đặt stent theo culot hay là tiếp tiếp. Còn đối với trẻ nhánh bên mà nếu mà khó tiếp cận thì chúng ta ưu tiên đặt hai stent, mà ưu tiên đặt stent nhánh bên trước để không có mất nhánh bên, hoặc là khi chúng ta triển khai một cái stent nhánh chính thì chúng ta triển khai một cái stent thứ hai mất dòng và triển khai stent thứ hai thì chúng ta rất khó đẩy cái stent do độ cong, do độ canxi hay là do cái gốc của nó quá lớn, chúng ta khó đẩy được. Và để một trong những yếu tố như mình khi mà bác sĩ tim mạch can thiệp thì đánh giá cái hiện tượng mà bung stent tốt hay không, hay triển khai stent có tốt được hay không, có tối ưu hay không, là một trong những cái quan trọng, đó là canxi. Canxi nó là có chìa khóa rất là quan trọng, nó là một yếu tố quan trọng để đánh giá sự tối ưu. Mà một trong những cái mà chúng ta đánh giá được cái canxi tốt nhất không phải là dựa trên cái angiogram, mà chúng ta phải dựa IVET hoặc OCT. Và dựa trên IVET hoặc OCT, nếu mà cái tiên lượng mà xấu cho cái trường hợp mà triển khai cái stent cho tốt tối ưu, đó là một cái chu vi của cái canxi mà nó lớn hơn 180 hoặc độ dài nó lớn hơn 5 mm hoặc là độ dày lớn 0.5, đó là một tiên lượng xấu cho vấn đề về triển khai cái stent tốt. Và theo cái hội, theo cái câu lạc bộ của câu lạc bộ mà của bài thiệp của châu Âu thì thấy rằng trước đây thì người ta quy định là người ta thống đồng thuận với nhau là IVET làm tiêu chuẩn vàng cho can thiệp Lehman và OCT là phù hợp cho cái diện là làm đánh giá động xa của tổn thương Lehman. Và ngày nay và khuyến cáo mới nhất theo đồng thuận lần thứ 15 thì thấy rằng OCT kết hợp với diện tái tạo 3D để tái tạo lại cái 3D có mạch vành và nó giúp cho mình rất dễ dàng khi mà đi quay vào nhánh bên ở vị trí gần giữa hay gần xa của nhánh bên. Và IVET đến hình ảnh học để can thiệp Lehman đến thời điểm này thì người ta khuyên là nên được chuẩn bị sẵn trong các phòng thông tin và để sử dụng cho những trường hợp mà biến chứng thủ thuật hoặc là những trường hợp mà biến cố mà không mong muốn hay là những kỹ thuật mà thử thách thì chúng ta cần phải sử dụng như những ca phức tạp như hồi nãy chúng ta đánh giá. Và đối với kỹ thuật hai stent thì cái tiếp cận của EBC rất rõ ràng, tức là đánh giá đầu tiên đánh giá các nhánh bên của bệnh nhân, có nhánh bên của cái tổn thương Lehman đó, tổn thương bài phiệt đó, nó có mình có quan tâm hay không, tổn thương tưới máu nó lớn hay không, hay là tổn thương có dễ cắt hay không, hay mà chúng ta không quan tâm nó hoặc là nó không ý nghĩa gì hết thì chúng ta triển khai kỹ thuật đặt một stent nhánh chính, đó là kỹ thuật T hay TAP hay là culot thay tim sau này nếu mà thay thứ hai. Còn nếu như mà tổn thương mà nếu mà chúng ta mà quan tâm đấy cái chuyện mà nhánh chu bên rất là quan trọng, đặc biệt là những tổn thương nhánh bên rất lớn mà tưới máu rất là quan trọng thì chúng ta phải ưu tiên hoặc là những nhánh bên này mà chúng ta không tiếp cận được thì chúng ta phải ưu tiên đặt nhánh bên trước và sau đó chúng ta sử dụng là cái kỹ thuật là DK Rush hay là invert culot hay là T-tap invert, và cái kỹ thuật mà cái final kissing balloon là cái cuối cùng, hay là những cái khuyến cáo trước đây của cái đồng thuận trước đây của EBC. Tuy nhiên trong khuyến cáo là 20 lần thứ 15 thì thấy rằng giống như nãy giờ quý thầy cô cũng như quý tòa đoàn thống nhất là cái chuyện mà mình can thiệp hai cái stent thì nó phụ thuộc vào giải phẫu học của bài phiệt đó và đồng thời nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của người
người bác sĩ làm phẫu thuật, kỹ thuật nào thuận tay làm nhanh thuần thục, cái chuyện đó quyết định cái chuyện mà cứu mạng bệnh nhân càng sớm càng tốt. Và thứ hai nó là cái chuyện mà BOT có thể là một lần, hai lần hoặc là thậm chí ba lần, là một cái chuyện rất là quan trọng trong cái vấn đề mà kỹ thuật can thiệp hai stent mà tối ưu. Quay lại cái kỹ thuật mà can thiệp hai stent DK hay là T hay là T hay TAP hay là Coulot, thì cái thử nghiệm là cái DK Plus 5 thì thấy rằng so sánh cái tổn thương mà đoạn xa left main mà đơn giản hay phức tạp, chúng ta can thiệp bằng so sánh trực tiếp giữa DK Rush cũng như là Vicino Stent, thì thấy rằng cái tỷ lệ mà tái thông mạch vành đích sau 1 năm của DK so với Vicino đều thấp hơn so với của Vicino Stent, dầu cho tổn thương nó đơn giản hay là phức tạp. Và đồng thời cái tỷ lệ mà huyết khối trên mà cái tổn thương đó mà tổn thương có ý nghĩa hoặc huyết khối xác định vẫn có khả năng huyết khối thì của DK cũng thấp hơn của Vicino Stent. Và rất là nhiều kỹ thuật như vậy thì tổng gộp tất cả là 21 thử nghiệm trên 5.700 bệnh nhân mà biến cố, theo dõi biến cố tim mạch, biến cố tim mạch nặng của 5 kỹ thuật này, được T-TAP, RUSH, hay Coulot, hay DK RUSH, hay Vicino, thì thấy rằng cái kỹ thuật DK RUSH nó ưu thế vượt trội hơn các kỹ thuật của Vicino Stent hay là các kỹ thuật khác. Quay lại ca của chúng ta thì để chẩn đoán cái left main này, với tổn thương 30% như vậy thì chúng ta đánh giá bằng IVUS tổn thương trước khi can thiệp, coi quyết định có can thiệp tới lỗ hay không, hay can thiệp luôn left main, hay là can thiệp luôn cái chỉ có tổn thương đoạn gần của từ đoạn gần cho đến đoạn xa của LD thôi, thì chúng ta đánh giá được giả phẫu của động mạch vành, canxi, độ dài, độ đường kính và kích thước cái sen nhánh bên, nhánh chính cũng như là kích thước của trộn bóng UT. Thì làm cái IVUS chúng ta làm IVUS, tuy nhiên cái máy IVUS này chúng ta dùng đầu dò điện tử cho nên chúng ta không đẩy được chúng ta đụng xa mà đến đụng giữa nó vướng, thì cái đường kính đụng xa chúng ta thấy là tổn thương cái này là canxi nó hầu như là nó gần hết 360 độ của đụng giữa ở đụng xa của LD cái đoạn này, và đường kính khoảng 3.5, đường kính từ trung mô đến trung mô 3.5, đụng giữa cũng khoảng 3.5, và canxi bắt đầu là tâm khoảng 180, gần 180 độ, và nó lỗ hẹp rất là nặng gần tới cái lỗ của LCS, và đụng xa left main bắt đầu nó cũng xâm lấn cái mảng xương vữa, nó cũng xâm lấn vào đụng xa left main, và nó gây cũng có mảng xương vữa canxi chúng ta thấy là canxi này nó cũng gây ra cũng khoảng gần 180 độ, và đoạn giữa của left main thì nó lệch tâm, đoạn giữa left main lệch tâm đường kính 4.5 đến 5 hay cái đường kính trung mạng trung mô, và cái lỗ và kéo dài đó canxi rất là lớn, canxi khoảng vị trí 5 giờ 7 giờ nó kéo dài một cái góc tới lỗ của left main, và tới cái nhánh của cái LCS, nhánh LCS đoạn gần của LCS thì cái tổn thương khoảng 2.5, đường kính khoảng 2.5, và cái canxi cũng có nhưng mà nó cũng khoảng là khoảng 150 độ, và tới lỗ cũng bị tổn thương. Và cách tiếp cận cái tổn thương này thì đây là cái hình ảnh của khi cài cái đinh, cái đoạn hình ảnh của lỗ cũng bị đoạn xa bị, và chúng tôi chọn chiến lược là hai stent, thì hai stent thì chọn cái nhánh DKS và chọn DKS là tại vì cái sự mất cân đối giữa hai kích thước của đường kính stent, và thứ hai nữa là cái góc của cái góc của cái nhánh LCS và OM này là tôi chọn cái OM tại vì OM rất là to, và đồng thời nó tạo một góc vuông với nhánh LCS, và khả năng mắc nhánh LCS và tổn thương cái LCS nó lan tỏa, vì vậy mà chúng tôi gác từ left main tới cái nhánh OM, và cái đường đẩy cái stent này chúng đánh giá là nông bóng và đẩy rất là khó nếu mà chúng ta đặt một kỹ thuật khác, và sau đó chúng ta đặt cái kỹ thuật DKS và tiếp cận nhánh bên là ưu tiên số 1 đầu tiên. Và với kỹ thuật DKS thì đầu tiên chúng ta cũng biết hết rồi, cho nên chúng tôi xin lướt qua. Thì mình đi hai quay hai nhánh, và đồng thời mình đặt một xe nhánh bên, đặt xe nhánh bên dùng bóng, mình chờ nhánh chính, và sau đó mình đặt xe nhánh bên xong mình rush lại nhánh chính, mình rush lại nhánh chính, và sau đó mình đi quay lại, mình kích xin lần thứ nhất, sau đó chúng ta đặt cái xe lần thứ hai, và sau chúng ta là chúng ta post đó là thứ nhất, sau đó mới ghi quay lại, và sau đó kích xin xong post lần thứ hai, và cuối cùng là kết thúc. Một trong những cái điểm mà mới của cái giống như bác sĩ giống như phó giáo sư Hoàng Tiến đã trình bày rồi, thì một trong những cái điểm mới của cái đồng thuận của lần 15 của cái EBC lần đợt này đó là chọn cái bóng BOT phải cho chính xác là tỷ lệ 1:1 so với đường kính đoạn gần, so với đường kính của mạch máu đoạn gần. Ví dụ 14.5 thì gắng lập cho 4.5 1:1 tỷ lệ 1:1, và vị trí của bóng là chúng ta làm sao là ngay cái trước Kagina, vừa đạt tới Kagina, chúng ta không có thể nào quá Kagina là nó quá mức của cái đoạn xa của stent, hoặc đoạn gần quá thì nó sẽ không có mà áp của cái mở động mắt cáo của nhánh bên
là một trong những cái rất là quan trọng. À, đây là chúng ta dùng cái bơ, bơ là GOTA. Với cái canxi như vậy thì chúng tôi dùng GOTA là 1.5 bơ với 180.000 dòng trong một phút. À, và sau đó dùng bóng đông lại 2.75, 15, NC 18 3. Và đầu tiên thì chúng tôi cũng giống như cái ca khác thì chúng tôi sẽ dùng một cái stent 2.526 đặt từ cái OM cho đến cái lớp men khoảng 2 mm lú một chút dần vào cái lớp men. Và chúng tôi dùng một cái bóng 3.5 15 NC để chờ sẵn lớp men LD. Và sau đó bung cái stent của nhánh LCS lớp men. Và sau đó thì flush lại bằng bóng 3.5 15. À, sau đó thì chúng tôi rewind lại một lần nữa vào cái nhánh LCS và kissing. Kissing lần thứ nhất, sau kissing lần thứ nhất thì chúng tôi đã tiếp tục là đặt một cái stent để đoạn xa đoạn 2-3 của LD 3.5 38 14 atmosphere. Và sau đó đặt một cái stent tới lỗ từ 3.5 38, từ lỗ đến nối stent thứ hai. Và sau đó thì mình post lần thứ nhất, post lần thứ nhất của cái lỗ đến cái nhánh nhánh ACS tới lỗ ACS. Sau khi post xong thì chúng tôi rewind lại lần thứ hai và kissing lần thứ hai, và sau kissing lần thứ hai thì mình post lần thứ hai và post lần thứ hai thì chúng ta sau đó post dilation ở cái LD 1-2 và tới LD 10 gần. Và sau đó chúng tôi làm GOTA, có làm cái IVET là đánh giá kết quả. Đây, kết quả cho thấy rằng cái stent áp sát từ động xa, tuy nhiên có một số cái hẹp tuần lưu ở động giữa do cái tổn thương canxi quá cứng. Và chúng tôi mặc dù nông bóng 3.5 lên mà nó cũng không nở hết thì phải chấp nhận cái kết quả này. Và đi tới đoạn lớp men thì tới chỗ mà chia đôi của cái bay phiệt của động xa lớp men thì lỗ của LCS cũng khá tốt, và stent cho thêm áp sát hay lỗ ACS và tới đoạn giữa cũng tốt và tới lỗ lép men. IVET đánh giá kết quả sau khi can thiệp đó là bằng đánh giá coi stent nở đủ chưa, áp đủ chưa hay là có biến dạng stent hay không, và còn hẹp tuần lưu hay có phủ đủ cái tổn thương hay phủ đủ lỗ chưa, có tách cái đoạn cái đầu cái stent hay không. Đây là kết quả sau khi mình can thiệp xong. Stent tương đối tốt và đo kích thước của đoạn giữa, đoạn gần, đoạn xa lép men, đoạn giữa lép men và lỗ lép men. Cảm ơn sự chú ý của theo dõi quý đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Trung Cang đã cho chúng ta một cái báo cáo kẹt năm hàng rất là hay. Thời gian không còn nhiều thì mời các anh chị trao góp ý. Thứ nhất là mời tiến sĩ Trần Hòa. Chào ý kiến, xin mời tiến sĩ Hòa. Xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Trung Cang. Thật ra thì tôi cũng không có ý kiến gì thêm, bởi vì từ cái bệnh nhân này thì cũng rất là điển hình rồi, và cũng có lý thuyết soi sáng, và gần như là bệnh nhân đã được làm rất là chuẩn, có IVET để giúp cho chúng ta tối ưu hóa, đánh giá trước, trong và sau can thiệp, và cái kỹ thuật mà được chọn lựa và được chuẩn bị sang thương với Rota nữa, thì tôi nghĩ là đây là một cái ca rất là hoàn hảo, và tôi cũng học được rất là nhiều từ cái cẩn thận cũng như là những cái kỹ thuật này thông qua cái ca này. Tôi xin hết ạ. Dạ, ở đây có bác sĩ Huỳnh Ngọc Long cũng có ý kiến, em xin mời anh. Em xin mời anh Long ạ. Tôi có một ý kiến về cái Rota đó. Thì có một thời gian tôi đi học ở bên Hokkaido, thì cái Rota người ta làm hai lần. Lần thứ nhất á, là để xuyên thấu tốc độ cao là 180.000 dòng. Và lần thứ hai á, thì tốc độ thấp 140 thôi. Cái lý luận của ông thầy lúc đó, ông nói nếu mình dùng hai lần như vậy, lần sau nó làm cho cái mạch máu nó sẽ rộng ra hơn. Và thứ hai á, là khi người ta đặt stent á, cái áp lực nông bóng người ta lên tới 24 lần, rất là khủng khiếp. Và có những cái công trình người ta nghiên cứu, người ta thấy nếu mình dùng Rota trước, mình để mình phá vỡ mảng sơ vữa, thì khi mình nông lên á, thì sau đó cái men tim do cái chấn thương do đặt stent á, thì nó giảm bằng phần nửa so với cái hiện tượng mình
không có làm tốt cái đó, mình nông bằng bóng, thì chính cái mã sơ vữa canxi hóa nó sẽ gây ép, nó gây tổn thương cơ tim ở sau khi mình lấn nó ra. Rồi một cái ý kiến thứ hai là ở cái ca đầu tiên của bác Hùng á, thì khi mà người ta làm cái rota ở cái nhánh CX thì người ta dùng cái extension guidance giống như Godzilla của mình vậy đó. Người ta đặt vô CX, quay vẫn còn nằm trong cái LED, một quay nằm trong CX và dùng cái Godzilla đó đẩy sâu vô. Thông qua cái Godzilla đó người ta đẩy cái rota để giúp làm cái rota ở nhánh CX. À, xin hết. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Long ạ. À, xin mời bác sĩ Dung Hai Lý Trung ạ. Trung mở mic đi Trung ơi. Dạ. Dạ xin chào chủ tọa đoàn ạ, chào quý đồng nghiệp ạ. Thì em cũng rất đồng tình với ý kiến của bác sĩ Long là trong trường hợp mà cần chạy rota vừa siết vừa LED mà có hai cái quay á, nếu các bạn người ta ngại rút một cái quay ra chạy một bên mất cái còn lại thì đúng. Người ta một là dùng SDO1, hai là người ta dùng cái Godzilla, người ta che lại cái bơ để mà đừng ảnh hưởng cái quay còn lại, người ta vẫn chạy được. À, còn cái ý kiến mà chạy hai lần tốc độ đó, thì thật ra đó, cái lần hai đó, thì bây giờ người ta thường ta chạy low speed hết, và lần hai người ta nên chạy chậm. Chạy chậm để thời gian cái bơ nó có thời gian nó cọ vô cái mảng server để nó bào mòn tốt hơn, chứ mình không có chạy nhanh. Và cũng một cái lưu ý nữa, khi mình chạy rota đó, nếu mình xài cái quai á, tại thường cứng quá các bạn, thường là nó xài lớp bi quai, nhưng nếu mình xài mà cái chai xúc bột quai á, mình chạy tới chạy lui nhiều lần á, phải chú ý cái hiện tượng bias, nó có thể làm cắt những cái góc mà mình đi qua. Em có một cái lưu ý nữa, thì hồi sớm tới giờ đó mình trình bày những cái ca là can thiệp left main thân chung khá phức tạp, thậm chí có những ca có rối loạn huyết động, có rối loạn nhịp, nguy hiểm, ef thấp, nhưng mà mình không có thấy bóng dáng của cái dụng cụ hỗ trợ, thì không biết là khi nào mình sẽ sử dụng dụng cụ hỗ trợ, ví dụ như là AIBB chẳng hạn, thì mình làm cho bệnh nhân nó an toàn hơn. Xin hỏi bác sĩ Cang ạ. Xin mời bác sĩ Cang, cảm ơn bác sĩ Lý Trung. Dạ, cảm ơn anh hỏi câu hỏi này. Thì cái này thì cái kinh nghiệm mình xài cái dụng cụ hỗ trợ thì em không có nhiều. Tuy nhiên thì nó phụ thuộc vào cái điều kiện sẵn có của từng cái khách pháp. Nếu có dụng cụ hỗ trợ tốt, nếu mà tốt thì mấy những ca như ca của anh Minh Hùng á, đặc biệt ca Minh Hùng dùng IABP hay là dùng cái Ambila thì quá tuyệt vời, anh Hùng cũng không có nôn nóng gì, thoải mái mà làm IVET này kia đâu. Mà tại vì mình không có đủ cái đó, cho nên là cái chiến lược can thiệp của mình phải là nhanh gọn lẹ để làm sao cứu bệnh nhân. Em xin hết. Xin mời tiến sĩ Ngô Minh Hùng ạ. Vâng, cảm ơn các cái đóng góp của quý đồng nghiệp. Đó ý kiến của bác sĩ Long rất là hay, là chúng ta sẽ bảo vệ thì chắc ai đó nếu nghĩ bảo vệ thì cũng nên lưu ý là nếu chúng ta bảo vệ bằng một cái micro catheter thì chúng ta sẽ làm mất dòng của nhánh CX nếu chúng ta khoan LED và ngược lại. Thành ra các bạn lưu ý là khi chúng ta bảo vệ bên đó mà cái bơ nó đã đi vào LED left main thì nó sẽ mất luôn. Thành ra cũng phải làm rất là lẹ, thành ra đường nào cũng phải làm rất là lẹ. Thành ra trong trường hợp mà chúng ta khoan từng nhánh một mà làm nhanh hơn thì cái chuyện ra vô nó sẽ hợp lý hơn, tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà lưu ý là một cái micro, cái bóng nó không qua thì cái micro nó sẽ khó qua, mà nếu nó qua được nó sẽ mất dòng. Thành ra mọi người lưu ý dùm cái yếu tố đó, cho nên không phải là đơn giản. Còn trong trường hợp mà nó qua dễ dàng 70% mà chúng ta khoan thì rất là dễ, thì chúng ta vẫn còn flow qua CX nếu chúng ta khoan LED và ngược lại. Ở trong trường hợp bóng qua khó rồi thì mọi thứ nó sẽ nên nó không còn giống như là cái lý tưởng là chúng ta bảo vệ bằng cái dụng cụ một cái micro catheter fibros chẳng hạn. Còn trường hợp thứ hai thì nếu mà có cái thiết bị hỗ trợ thắt trái hoặc là bóng nội động mạch chủ thì cũng tốt, nhưng mà bệnh nhân này bị động mạch ngoại biên, xin lỗi hồi nãy không cung cấp thêm, bị cái hẹp động mạch chậu, thành ra không có dám sử dụng, cũng không có sản xuất dụng cụ luôn. Thành ra nếu có thì cũng nên đặt để cho nó thông thả hơn một tí. Đó là xin hết đóng góp của
có người có quý đồng nghiệp đặt câu hỏi là thiết bị hỗ trợ tắt trái hoặc là bóng đèn mạch chủ. Hiện tại thì chúng ta có mẫu bóng đèn mạch chủ thôi, tuy nhiên thì cái sự hỗ trợ của bóng đèn mạch chủ cũng không có kỳ vọng gì cao lắm, nó chỉ thêm khoảng chừng 20-30%. Hoặc là trong trường hợp choáng thì là chúng ta sử dụng, hoặc trường hợp ổn định thì ERF dưới 25%, đó là những chỉ định. Còn nếu mà không có trong đó thì cái chỉ định nó trở nên là dành cho bệnh nhân high risk, thì trong trường hợp này đúng là high risk cả cấp cứu, nhưng mà hiện tại động mạch ngoại biên nó bị tổn thương, không đâm kim cũng khó khăn, là nó không có dám xài, sợ mất mạch chi luôn, là không có sử dụng được. Xin hết. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Ngô Minh Hùng. Thời gian chúng ta cũng quá khoảng 20 phút. Xin mời thầy bên. Alo. Không có trong bàn analyst rồi, vậy vậy thôi. Xin mời anh Hùng với lại Thưởng thoải mái. Alo. Xin... Alo. 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 Không nghe được thì mình nói bên ngoài anh đồng. Tôi là tôi có mặt ở đây nhưng mà để tham dự thôi chứ không phải trong panelist. Vậy thì cái cho anh Hưng với lại anh Hưởng. Cảm ơn, xin mời các anh chị nào có ý kiến khác mà. Anh sẽ gọi tiến sĩ tiến. Như vậy trong này chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này như vậy tình trạng là tức độ ổn định, thì lại bên tròn nghiệp với cả DK Crest thì máy nó vẫn là tức là thấp nhất trong tất cả các kỹ thuật. Còn giống như người ca của tiến sĩ Nguyễn Hùng, chúng ta sẽ chọn kỹ thuật là tạp đạo trong cái trường hợp mà chúng ta thấy là tình trạng nguy cấp. Và cũng tôi cũng ngạc nhiên thấy trong cái phần các cái máy thì như vậy đầu tiên tốt nhất là DK Crest, sau đó đến Kudos, sau đó Mutap. Như vậy có thể là Kudos là phần gọi vai trò trong cái can thiệp của thương chung của động mạch bên trái hiện nay. Ý thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta làm kỹ thuật là DK Crest thì có lẽ là khi mình đi gói lại để mà sau cái mà cái sim balloon á, thì mình lưu ý cái gói có lẽ mình cũng đi phân xa của cái lỗ mắc cáo của cái chỗ mà cái nhận bến á, thì như vậy để mình chúng ta đảm bảo được là cái chỗ mở nó tốt và đảm bảo cái carina nó tốt. Thì trong quá trình làm một số trường hợp người ta làm kỹ, người ta làm inverse, người ta kiểm tra lại xem cái gói là đúng là của phân xa của cái mắc cáo của nhận bến hay chưa, thì như vậy đảm bảo thì tiên lượng còn tự ưu. Một cái nữa đó là trong chỗ cái IVUS cuối cùng á, thì đúng nó có một số cái mắc, tức là cái lưỡi của stent á, nó vẫn chưa áp sát. Nhưng chúng ta lưu ý rằng là nếu mà cái stent mà nó không áp sát á, thì cái liên nội mạc nó vẫn sẽ không liền được, và cái nguy cơ bị huyết khối trong stent nó vẫn còn hiện hữu. Nên nếu mà chúng ta loại bỏ được cái tình trạng gọi là huyết khối buồn sau stent á, thì của chúng ta áp sát stent thì cái quả nó sẽ tự hơn. Và cái thứ ba nữa là hiện nay tất cả các nghiên cứu rất là cập nhật thì người ta nói rằng là đúng là trong sốc tim, tức là trường hợp này cũng rất là hay gặp là sốc tim á, thì chúng ta chỉ có can thiệp về mặt thủ phạm thôi. Nhưng mà nếu sốc tim mà chúng ta có các cái thuốc đi hỗ trợ giống như là IABP hay là CANHAP hay là những cái trường hợp ECMO thì nào, thì khi mình có các thuốc đi hỗ trợ thì mình có thể mình khuyên can thiệp tất cả các động mạch còn lại. Thì đó là một hướng tiếp cận mà chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ gặp trong người lâm sàng. Thì nếu mà có các thuốc đi hỗ trợ thì chúng ta làm luôn hết luôn. Thì như vậy về tiến độ lâu dài nó rất là tốt, và chúng ta vượt qua được cái gọi là hẹp tuôn lưu mà khi chúng ta không can thiệp. Xin chân thành cảm ơn Pháp sư Hoàng Tiến. Xin mời bác sĩ Trường Sơn cho ý kiến gì ạ? Alo. Bật mic lên sơn. Dạ thưa em cũng không có ý kiến gì thêm ạ. Xin mời bác sĩ Đạt ạ. Dạ, xin ý kiến cho nãy giờ mình làm cũng một số ca Lepman rất là phức tạp rồi. Nhưng mà vấn đề là mình thấy Lepman thì cái vấn đề đặt ra giống như nãy nói là cái sang thư đủ phạm mình có đặt ra, hay là mình cứ ưu tiên là mình mở Lepman là chính, là coi như giải quyết hết vấn đề, hay là mình có ưu tiên nhánh LV trước hoặc là nhánh mũ trước hay không trong can thiệp, đặc biệt là chỗ mình can thiệp trong phim kia đôi. Xin hết. Xin mời tiến sĩ Ngô Minh Hùng trả lời nào. Dạ vâng, cảm ơn anh Thưởng đã ưu ái cho đặt câu hỏi và cũng đã trả lời. Thực ra muốn đóng góp ý kiến trước đây là trả lời sau. Đối với cái bản điểm hồi nãy tiến sĩ Hoàng Trung Cang có đề cập á, thì chúng ta nhớ là hiện tại nó chia ra làm ba cái thông số để đánh điểm.
thứ nhất là độ dài của canxi, thứ hai là độ sâu của canxi, cái thứ ba nữa là cái chu vi của canxi, dùng tắt chữ tiếng Anh là LCD cho nên dễ nhớ. Như vậy thì từ 3 điểm trở lên thì chúng ta xét tới những vấn đề là dùng IVL hoặc là chúng ta dùng Rota. Dùng IVL khi nào canxi nó ở sâu, dùng Rota khi nào canxi ở nông, đó là cái đóng góp ý kiến trong cái trường hợp này. À, cái thứ hai thì đối với cái phần đặt câu hỏi của bác sĩ Đạt thì thực sự thì đánh giá cái nhánh nào thủ phạm mà bảo vệ nhánh nào trước thì nó còn phụ thuộc vào cái chỗ là cái mạch máu đó ưu thế bên trái hay bên phải. Bởi vì nếu như mà ưu thế bên trái thì CS nó là 2.5 theo Syntax Score hoặc tức là CNOT năm 1981. Nếu như nó là ưu thế bên phải thì CS nó 1.5, ưu thế bên trái thì CS thứ 2.5, trong khi đó LAD là 3.5, lúc nào cũng 3.5. Tại ta tổng cái lớp men là lúc nào cũng 5.5, 5 điểm tới 5.5, thành ra mình coi tới nó là nhánh ưu thế nào thì mình bảo vệ cái đó, mình ưu tiên nó phải có dòng chảy ở cái nhánh đó. Cho nên phần lớn cho trường hợp là LVD lúc nào cũng 3.5, nó nhiều hơn CX 1.5, thành ra cái đặt trọng tâm lúc nào cũng là LVD trước, trừ trường hợp có sự ngược lại, có nghĩa là tắt LVD, có nghĩa là mãn tính do RCA chi phối. Bây giờ CX nó là cái phần cứu cánh, nó nuôi hết thì lúc đó vẫn là CX ưu thế và bắt buộc giải quyết CX trước LVD để sao. Còn trong trường hợp mà bình thường, phần lớn số trường hợp, 85 số trường hợp CX là cái nhánh phụ, tức là nhỏ hơn 1.5 điểm so trong cái bảng điểm CNOT năm 1981 mình tới năm 2005, tác giả của Syntax Score sử dụng lại để phân điểm thì nó là cái bảng điểm đó. Xin hết ạ. Các anh chị còn ý kiến gì khác không ạ? Chúng ta buổi chiều nay thì nó quá khoảng 30 phút, xin lỗi cái phiên sau. Xin chân thành cảm ơn bốn câu viên và cảm ơn tất cả các panelist đã cho những cái đóng góp rất là quý báu, và đặc biệt bốn câu viên cho chúng ta là bốn cái trường hợp rất là khó, rất là hay và rất kết quả thì rất là tốt. Một nữa xin chân thành cảm ơn ạ.